Các bạn thân mến, có nhiều ý kiến phản hồi về chuyện mình đọc, hôm nay mình dẫn chứng cho các bạn thấy tại sao có chuyện ra nhanh, có chuyện ra chậm, với tập này mình sẽ bỏ qua đoạn có chữ trong hình, tất cả 17 đoạn, nếu các bạn thấy thích kiểu bỏ bớt này thì một ngày sẽ úp 10 tập, tập sau mình sẽ để đầy đủ cho các bạn đối chứng. Ở đây là máy đọc, còn người đọc thì không việc gì phải bàn, nhưng trên mạng thì mình chưa thấy người đọc chuyện này, mong phản hồi từ các bạn. Đệ nhất kiếm thần Diệp Huyên. Tập 102. Chương 4151. Nơi này chính là kiếm giới. Cô gái áo vải đay nhìn thoáng qua Quan Âm, người có biết vì sao năm đó tộc Âm Linh ta lại thua thảm như vậy không? Quan Âm hơi cúi đầu, trầm lặng. Cô gái áo vải đay nhẹ giọng nói, năm đó sở dĩ các tiền bối thất bại, đó là bởi vì bọn họ đã quá ngạo mạn. Từ sau khi rời khỏi quê nhà, một đường đến vũ trụ này, bọn họ làm mọi việc đều thuận lợi, thực lực cũng càng ngày càng mạnh, cũng chính bởi vì vậy, bọn họ trở nên ngạo mạn. Nếu lúc trước bọn họ điều tra kỹ về người đàn ông áo xanh kia, tộc Âm Linh ta cũng không đến nỗi thất bại thảm hại như vậy. Nói đến đây, nàng ta nhìn về phía Quan Âm, nhất định phải chú trọng mỗi một đối thủ, khinh thường đối thủ, sẽ làm chính mình vạn kiếp bất phục. Quan Âm do dự một lát. Sau đó nói, các tiền bối không ngờ tới người đàn ông áo xanh kia lại mạnh như vậy. Cô gái áo vải đay cười nói, cho nên, trước khi cô gái váy trắng kia rời đi, chúng ta không thể manh động. Lỗi lúc trước từng phạm phải, chúng ta không thể tái phạm lần nữa. Quan Âm trầm giọng nói, tiểu thư, cô gái váy trắng kia thật sự mạnh như vậy sao? Cô gái áo vải đay từ từ nhắm hai mắt, nếu nàng ta không đi. Tộc Âm Linh ta đời này không ra khỏi âm linh giới. Nghe vậy, nét mặt Quan Âm đầy vẻ kinh ngạc. Một lát sau, cô gái áo vải đay nhẹ giọng nói, truyền lệnh xuống, không có mệnh lệnh của ta, không ai được ra ngoài âm linh giới, không ai được nhằm vào Diệp Huyên, trước khi cô gái váy trắng kia rời khỏi Lục Duy, ai dám làm phiền hắn, ta sẽ giết người đó. Quan Âm hơi hành lễ, lặng lẽ rời đi. Giữa sân, cô gái áo vải đay ngẩng đầu nhìn về chỗ sâu trong trời sao, với nhãn lực của nàng ta vẫn có thể nhìn thấy chiếc váy trắng kia. Rất lâu sau, cô gái áo vải đay đột nhiên hỏi, người đáng lẽ nên giết ta? Bằng không, cho ta một chút thời gian, ta sẽ giết ngươi. Chấm chấm chấm. Mà ở sâu trong bầu trời sao, cô gái váy trắng bỗng nhiên ngừng lại. Nàng liếc mắt nhìn xuống phía dưới. Trong mắt đầy vẻ khinh thường, cho ngươi 10 vạn năm. Nói xong, nàng biến mất vào chỗ sâu trong bầu trời sao. Chấm chấm chấm. Trong trời sao, Diệp Huyên và lão cổ ngự kiếm đi nhanh. Dọc đường đi, sắc mặt Diệp Huyên rất nặng nề. Bởi vì hắn luôn có cảm giác chuyện lần này không đơn giản như vậy. Sau khoảng một canh giờ, Diệp Huyên đột nhiên cảm nhận thấy kiếm ý hùng mạnh, hắn ngẩng đầu nhìn. Ở cách đó không xa có một ngọn núi sừng sững, phía trên ngọn núi luôn có phi kiếm bay lên thẳng vào chỗ sâu trong trời sao. Diệp Huyên nhìn sang lão cổ nhẹ giọng nói, nơi này chính là kiếm giới. Kiếm giới. Trong lúc nói, Diệp Huyên và lão cổ đã đến đỉnh ngọn núi lớn kia, hai người xuất hiện ở trước một đại điện, Diệp Huyên một lần nữa nhìn thấy tượng của người đàn ông áo xanh ở trước đại điện kia. Lúc này, Tiểu Linh Nhi xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, cô bé nhìn về phía nhóc màu trắng trên vai người đàn ông áo xanh. Lão cổ nhìn sang Diệp Huyên, chúng ta đi vào thôi. Đoạn sau có chữ trong hình mình xin bỏ qua. Chương 4152. Chưa từng nghe qua. Tiểu Linh Nhi ôm hộp đến trước mặt Diệp Huyên, cười hì hì nói ca, huynh xem, hộp. Diệp Huyên nhìn sang lão cổ trầm giọng nói, ta không biết. Diệp Huyên nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, muội làm sao biết ở dưới có hộp. Tiểu Linh Nhi chỉ vào nhóc màu trắng ở xa xa kia, lúc trước nàng ta đã bí mật nói cho muội. Diệp Huyên. Lão cổ cười khổ, hóa ra là cô bé đó. Diệp Huyên nhìn về phía lão cổ khẽ cười nói, cô bé thích chơi những thứ này, dù sao, cô bé rất tinh quái. Cũng may có tông chủ và tông chủ phu nhân, nếu không... Cô bé có thể chơi mất cả kiếm tông. Cô bé thật sự quá nghịch ngợm. Diệp Huyên cười nói, nghịch ngợm. Lão cổ gật đầu, cô bé thích cầm kẹo hồ lô đi đổi đồ với người ta.
Hầy, không nói cô bé nữa. Nói đến cô bé, ta đau đầu. Diệp Huyên. Một lát sau, lão cổ dẫn Diệp Huyên đi về phía đại điện kia. Mà Tiểu Linh Nhi thì vui vẻ ôm hộp trở về trong tháp giới ngục. Hộp. Tiểu Linh Nhi ôm hộp bắt đầu nói thầm. Chấm chấm chấm. Sau khi Diệp Huyên đi theo lão cổ vào trong đại điện, bên trong không có một bóng người. Không chỉ trong đại điện, cả kiếm tông đều không có người nào. Lão cổ trầm giọng nói, bọn họ hẳn là đều ở chỗ lối vào tộc âm linh, thiếu tông chủ đợi ở đây một lát, ta đi chút về ngay. Nói xong, ông ta xoay người hóa thành một tia kiếm quang biến mất ở phía xa. Trong điện chỉ còn lại Diệp Huyên. Diệp Huyên đứng dậy đi đến cửa đại điện, hắn nhìn ra xa, lắc đầu, kiếm tông này vậy mà không có một người nào. Không sợ người khác trộm xào huyệt sao? Đúng lúc này, một tia kiếm quang đột nhiên dừng ở trước kiếm điện, kiếm quang tan đi, một nữ kiếm tu đi ra. Khi nữ kiếm tu kia nhìn thấy Diệp Huyên, nàng ta hơi ngẩn người, ngươi là ai? Diệp Huyên nói, Diệp Huyên. Diệp Huyên. Nữ kiếm tu nhăn mày lại, chưa từng nghe qua. Chưa từng nghe qua. Diệp Huyên chớp chớp mắt, sau đó nói, ta là thiếu tông chủ của các ngươi. Cô gái nhìn đánh giá Diệp Huyên một lượt, kiếm tông ta chỉ có tông chủ, chưa từng có thiếu tông chủ, chức thiếu tông chủ này là ngươi tự phong đấy à? Diệp Huyên mặt đầy vạch đen. Chương 4153. Một vùng tối đen. Hư vô duy độ. Ông lão trông mộ đang quét mộ đột nhiên ngẩng đầu, ở trước mặt ông ta cách đó không xa, một cô gái mặc áo vải đay đi tới. Nhìn thấy cô gái áo vải đay, ông lão trông mộ cau mày lại. Cô gái áo vải đay đi đến trước phần mộ, nàng ta nhìn thoáng qua phần mộ kia, cười nói, nghe nói Diệp Liên kia ở trong mộ này, ta muốn mời nàng đến tộc âm linh làm khách. Nói xong, nàng ta quay đầu nhìn về phía ông lão trông mộ, người có định ra tay không? Có thể thử xem. Ông lão trông mộ lắc đầu, ta không ra tay. Ngươi cứ tùy ý. Cô gái áo vải đay gật đầu, nàng ta nhìn về phía phần mộ kia, búng tay một chút, một ánh sáng trắng bắn nhanh về phía phần mộ. Ngay lúc ánh sáng trắng chuẩn bị bắn trúng phần mộ kia, một giọng nói đột nhiên vang lên từ trong phần mộ, ai dám quấy rầy tú tỷ của ta. Vừa dứt lời, một nắm đấm chợt đánh lên ánh sáng trắng kia. Ánh sáng trắng kia lập tức vỡ vụn. Chấm 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 chấm. Trong khoảnh khắc ánh sáng trắng vỡ vụn kia, một cô bé xuất hiện ở trước phần mộ. Cô bé có sừng trên đầu, phía sau có đuôi. Khi nhìn thấy cô bé này, ông lão trông mộ ở bên cạnh lập tức nheo mắt. Lại là cô bé này. Năm đó chính là cô bé này cứng rắn chống đỡ một thương của ông ta, sau đó cả thương và tay của ông ta đều gãy. Sau khi xuất hiện, cô bé kia nhìn thẳng về phía cô gái áo vải đay, dám quấy rầy tú tỷ của ta, ngươi có tin ta đánh vỡ đầu của ngươi không? Cô gái áo vải đay nhìn cô bé, cười nói, ngươi có thể thử. Cô bé đột nhiên biến mất tại chỗ, một quyền đánh về phía cô gái áo vải đay. Cô gái áo vải đay híp mắt lại, đánh một quyền ra. Cứng rắn đối đầu. Nhìn thấy cảnh này, ông lão trông mộ ở đằng xa nheo mắt. Cô gái này cứng rắn đối đầu với cô bé kia. Cùng với tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên, cô gái áo vải đay kia bị đánh lùi lại trong nháy mắt. Nhưng khi lùi được mấy chục trượng, nàng ta ấn nhẹ tay phải về phía sau, lập tức dừng lại, nhưng vào lúc này không gian phía sau nàng mấy vạn trượng đều sụp đổ. Một vùng tối đen. Xa xa, ông lão trông mộ nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trầm xuống. Đối phương vậy mà lại đỡ được. Xa xa, cô gái áo vải đay liếc nhìn nắm đấm có vài vết rách của mình, sau đó nhìn về phía cô bé, cười nói, ngươi thật lợi hại. Cô bé nhìn thoáng qua nắm đấm của mình, mày hơi nhăn lại, sao ta lại không thể một quyền đánh chết ngươi? Chương 4154, đại khái biết được rồi. Cô gái áo vải đay cười nói, bởi vì ngươi chỉ là một phân thân. Phân thân. Nghe vậy, cô bé nhìn cơ thể mình, sau đó nhìn về phía ông lão trông mộ, ta chỉ là một phân thân sao? Ông lão trông mộ hơi co giật khóe miệng, bà nội của ta, tự
tự ngươi không biết ngươi chỉ là một phân thân sao? Ôi trời ơi! Ông lão trông mộ thiếu chút nữa thì ngất đi. Lúc này, cô bé giống như đang làm rõ tình trạng của mình, cô bé nhìn về phía cô gái áo vải đay, tiếp một quyền nữa của ta. Cô gái áo vải đay lắc đầu, không đánh không đánh. Cô bé nhíu mày, vì sao? Cô gái áo vải đay cười nói, với sức mạnh cơ thể của ngươi, ta không làm gì được ngươi, đương nhiên, không phải bản thể của ngươi thì cũng không làm gì được ta, cho nên, chúng ta tiếp tục đánh cũng không có ý nghĩa gì. Nói xong, nàng ta xoay người bước đi. Nàng ta không bao giờ làm những chuyện vô nghĩa. Mà đúng lúc này, cô bé đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng ta, cô bé nhìn cô gái áo vải đay, sau đó chỉ vào phần mộ ở phía xa, tú tỷ của ta đang ngủ, ngươi không được đến quấy rầy nàng, bằng không, ta sẽ đánh chết ngươi. Cô gái áo vải đay cười nói, được. Cô bé chớp chớp mắt, ta đang uy hiếp ngươi đó, ngươi không tức giận sao? Nếu ta là ngươi, ai dám uy hiếp ta, ta nhất định đánh chết người đó. À, trừ cô gái cầm kiếm nào đó ra. Cô gái áo vải đay, cô gái cầm kiếm nào đó. Cô bé lạnh nhạt nói, thật ra, ta cũng không phải rất sợ nàng. Nói xong, cô bé nhìn thoáng qua ông lão trông mộ ở phía xa, thật đấy. Ông lão trông mộ không nói gì, ngươi không sợ nói với ta làm cái gì. Cô gái áo vải đay hỏi, là cô gái mặc váy trắng phải không? Cô bé nhìn cô gái áo vải đay, ngươi biết nàng. Cô gái áo vải đay gật đầu, ngươi có từng đánh với nàng chưa? Cô bé gật đầu, từng đánh. Cô gái áo vải đay có chút hiếu kỳ nói, thua rồi à? Cô bé suy nghĩ, sau đó nói, thật ra cũng không tính là thua. Xem như ngang nhau đi. Cô gái áo vải đay nhíu mày, ngươi và nàng đánh ngang nhau. Cô bé nhìn về phía cô gái áo vải đay, hơi tức giận, ngươi không tin sao? Cô gái áo vải đay suy nghĩ, sau đó hỏi, bản thể của ngươi và nàng ngang nhau. Khuôn mặt cô bé không chút biểu cảm, phải. Cô gái áo vải đay mỉm cười, ta hiểu rồi. Nàng ta đương nhiên tin cô bé, một cao thủ tuyệt thế như cô bé làm sao có thể nói dối. Cô bé có chút khó hiểu, ngươi hiểu cái gì? Cô gái áo vải đay cười nói, ta đại khái biết được thực lực thật sự của nàng rồi. Cô bé chớp chớp mắt, ngươi biết. Cô gái áo vải đay gật đầu, đại khái biết được rồi. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Cô bé đột nhiên hỏi, ngươi muốn đánh nàng à? Cô gái áo vải đay cười nói, chẳng lẽ không được sao? Nói xong, nàng ta đã biến mất ở xa xa. Chương 4155, ngươi nên cẩn thận. Cô bé quay đầu nhìn về phía ông lão trông mộ. Ông lão trông mộ nheo mắt, ngươi muốn làm gì? Cô bé chớp chớp mắt, nàng ta vừa rồi nói muốn đánh cô gái kia. Ông lão trông mộ do dự một lát, sau đó nói, cô gái váy trắng đó rất lợi hại sao? Cô bé lạnh nhạt nói, cũng chỉ như vậy thôi. Dù sao, ta và nàng ngang tài ngang sức. Nói xong, cô bé lập tức xoay người hóa thành một tia hắc quang biến mất vào trong phần mộ kia. Ngang tài ngang sức. Sắc mặt ông lão trông mộ có chút cổ quái. Trực giác nói cho ông ta, việc này có gì đó không đúng. Bởi vì cô bé trước mặt giống Diệp Huyên, có chút không thiết thực. Ông lão trông mộ quay đầu nhìn về phía chân trời đằng xa, cô gái áo vải đay vừa rồi sẽ không thật sự cho rằng cô bé này ngang tài ngang sức với cô gái váy trắng đấy chứ. Chấm 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 chấm. Kiếm tông. Trong kiếm điện, Diệp Huyên đang ngồi. Ở đối diện hắn là nữ kiếm tu kia. Lúc này, lão cổ cũng ở đây. Nữ kiếm tu kia không ngừng nhìn đánh giá Diệp Huyên, trong mắt đầy vẻ tò mò. Diệp Huyên bị nhìn đến cạn lời, ngươi nhìn ta làm cái gì? Nữ kiếm tu cười nói, ngươi thật sự là thiếu tông chủ của chúng ta. Một bên, lão cổ đột nhiên nói, Thanh Trí, ngươi vẫn còn nghi ngờ. Cô gái tên Thanh Trí cười nói, không có. Lão cổ sao người lại nói lung tung? Ta chỉ là tò mò thôi. Lão cổ lắc đầu. Thanh Trí đột nhiên nói, giao đấu một chút không? Diệp Huyên nhìn về phía Thanh Trí, giao đấu với ta. Thanh Trí gật đầu, giao đấu một chút, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi bị thương.
sắc mặt Diệp Huyên trở nên hơi cổ quái. Nói thật, hắn không sợ nhất chính là kiếm tu, đừng nói cô gái trước mặt, ngay cả A-La đánh nhau với hắn, hắn cũng không sợ. Với thực lực của hắn bây giờ, cho dù là kiếm của A-La hắn cũng có thể cắn nuốt. Đương nhiên, đối với chiêu cắt cổ của A-La, hắn vẫn có chút kiêng dè. Thanh Trí đột nhiên đứng dậy, cười nói, đến đây, thiếu tông chủ, chúng ta giao đấu một trận. Lão cổ đang muốn nói, Diệp Huyên đột nhiên cười nói, được. Giao đấu một chút. Lão cổ nhìn về phía Diệp Huyên cười nói, không sao, chỉ là giao đấu đơn giản, không có gì đáng ngại. Lão cổ gật đầu, chỉ đến vậy thôi. Diệp Huyên gật đầu. Hai người rời khỏi kiếm điện, ra bên ngoài đại điện. Thanh Trí nhìn Diệp Huyên, cười nói, ngươi nên cẩn thận. Nói xong, nàng ta mở lòng bàn tay ra, một thanh kiếm màu xanh biếc xuất hiện trong tay nàng ta, ngay sau đó, một luồng kiếm quang màu xanh chém đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên nghiêng người, tránh được kiếm quang kia, mà lúc này, Thanh Trí đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, một kiếm đâm thẳng ngực hắn. Đoạn sau có chữ trong hình mình xin bỏ qua. Chương 4156, người giỏi nhất. Diệp Huyên mỗi lần đều có thể tránh được kiếm của nàng ta, điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là trình độ kiếm đạo của Diệp Huyên ở trên nàng ta. Thanh Trí suy nghĩ, sau đó nói, ngươi không xuất kiếm sao? Diệp Huyên gật đầu, được. Nói xong, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Một kiếm này nhanh đến mức làm cho Thanh Trí lập tức thay đổi. Nàng ta không lựa chọn lùi lại, mà đâm kiếm ra. Bởi vì một kiếm này, nàng ta không thể lui. Cùng với một tia kiếm quang vỡ vụn, Thanh Trí bị lùi ra xa trăm trượng trong nháy mắt. Diệp Huyên không tiếp tục ra tay, mà nhìn thanh kiếm trong tay hắn chỉ là một thanh kiếm bình thường. Nếu hắn dùng kiếm thiên đạo hoặc kiếm thiên chu, một kiếm này hẳn là có thể giết chết Thanh Trí. Từ sau khi tu luyện với thiên đạo, hắn phát hiện, các phương diện của hắn đều được tăng lên rất nhiều. Tuy hiện nay hắn mới là luân hồi cảnh, nhưng hắn hoàn toàn có năng lực chém giết cao thủ phá hư cảnh. Đặc biệt là cơ thể của hắn bây giờ, nói không hề khoa trương, trong cả ngũ duy, cơ thể của Diệp Huyên hắn đứng đầu. Thanh Trí không ra tay nữa, bởi vì nàng ta biết, Diệp Huyên đã thủ hạ lưu tình rồi. Diệp Huyên thu hồi kiếm. Nhìn về phía lão cổ, có thể đi âm linh giới xem không? Lão cổ do dự một lát, sau đó nói, có thể đợi một chút. Nhóm lục sư tỷ sắp trở về rồi. Diệp Huyên gật đầu, cũng được. Đúng lúc này, xa xa phía chân trời, một tiếng kiếm đột nhiên vang lên, rất nhanh, một luồng kiếm quang dừng ở không xa trước mặt ba người. Người đến chính là Lục Vân Tiên. Lục Vân Tiên nhìn thấy Diệp Huyên. Hơi ngẩn người, sau đó cười nói, tiểu sư đệ, cậu đến rồi. Diệp Huyên gật đầu, Lục sư huynh. Lục Vân Tiên khẽ gật đầu, cậu đến cũng tốt, ta khỏi phải đi đón cậu. Diệp Huyên nhíu mày, đón ta, nói như thế nào? Lục Vân Tiên trầm giọng nói, sự việc có hơi nghiêm trọng. Diệp Huyên có chút khó hiểu, nói như thế nào? Lục Vân Tiên nhìn về phía Diệp Huyên, Lục sư tỷ bị thương. Lục sư tỷ. Diệp Huyên đang muốn nói, hắn đột nhiên phát hiện, sắc mặt của lão cổ và Thanh Trí trở nên nghiêm nghị. Diệp Huyên nhìn về phía lão cổ trầm giọng nói, Lục sư tỷ là người giỏi nhất hiện nay của kiếm tông chúng ta. Người giỏi nhất. Nghe vậy, Diệp Huyên đã hiểu ra. Người giỏi nhất bị thương rồi. Sắc mặt của Diệp Huyên cũng trở nên nghiêm nghị. Lục Vân Tiên trầm giọng nói, đối phương có thể sẽ nhằm vào tiểu sư đệ, cho nên Lục sư tỷ vừa phái ta đi đón tiểu sư đệ, thật không ngờ, cậu đã tự đến rồi. Trên đường đi, có gặp chuyện gì ngoài ý muốn không? Diệp Huyên trầm giọng nói, gặp tộc âm linh. Chương 4157, lấy ta để uy hiếp hắn ư. Lục Vân Tiên nhăn mày, mục tiêu của bọn họ quả nhiên là cậu. Lão cổ đột nhiên hỏi, có thể liên hệ với tông chủ không? Lục Vân Tiên cười khổ, không thể. Lục sư tỷ đã thử qua, tông chủ có lẽ cách nơi này rất xa. Diệp Huyên đang muốn nói, nhưng vào lúc này,
Lục Vân Tiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, ngay sau đó, sắc mặt y thay đổi, cô gái kia lại xuất hiện rồi. Đi! Nói xong, y lập tức hóa thành một luồng kiếm quang biến mất ở phía chân trời. Ba người đám Diệp Huyên cũng là vội vàng đuổi theo. Chấm chấm chấm. Nơi nào đó phía chân trời, một cô gái váy xanh đứng tay cầm kiếm, ở đối diện cách nàng ta trăm trượng, có một cô gái áo vải đay đứng đó. Cô gái áo vải đay chắp hai tay sau lưng, nàng ta nhìn lên bầu trời sao, không biết đang nhìn cái gì. Cô gái cầm kiếm nhìn cô gái áo vải đay, đang muốn ra tay, lúc này, cô gái áo vải đay đột nhiên cười nói, Lục cô nương, chờ một lát, người muốn chiến, đợi lát nữa tộc âm linh của ta sẽ chiến một trận sảng khoái với kiếm tông của ngươi. Cô gái cầm kiếm nhíu mày, người đang đợi cái gì? Cô gái áo vải đay khẽ cười nói, đợi một cô gái rời đi. Nghe vậy, cô gái cầm kiếm ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu trong bầu trời sao. Chấm chấm chấm. Chỗ sâu trong trời sao nào đó, một cô gái váy trắng ngự không xuất hiện, toàn bộ không gian nàng đến đều bị xé toạc. Rất nhanh, nàng đến một khoảng trời sao tĩnh mịch, nhìn khoảng trời sao tĩnh mịch trước mặt, nàng đang định ra tay, đúng lúc này, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Người đến chính là Việt Bạch, người lúc trước từ Lục Duy xuống hạ giới tìm thiên đạo. Việt Bạch nhìn cô gái váy trắng, mỉm cười, chúng ta muốn mời cô nương đến Liên Hiệp Điện uống trà, cô nương sẽ không từ chối chứ. Vừa dứt lời, mấy chục hơi thở mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện ở xung quanh cô gái váy trắng. Toàn bộ đều là phá hư cảnh đỉnh cao. Mấy chục cao thủ phá hư cảnh đỉnh cao, đội hình này chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Lúc này, Việt Bạch lại cười nói, cô nương yên tâm, chỉ cần Diệp Huyên kia giao thư phòng ra, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm cô bị tổn thương. Chấm 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 chấm. Trong tinh không, cô gái váy trắng nhìn Việt Bạch với vẻ mặt bình tĩnh. Việt Bạch cũng liếc nhìn cô gái váy trắng, mặc dù ngoài mặt hắn ta thì mỉm cười, nhưng trong lòng lại cực kỳ đề phòng. Đối mặt với cô gái có thể thoát ẩn thoát hiện, bọn họ làm sao dám xem nhẹ được. Dù sao, người bình thường không thể bước đến chốn này. Lúc này, cô gái váy trắng đột nhiên chỉ vào bản thân, lấy ta để uy hiếp hắn ư. Việt Bạch cười nói, cứ xem là vậy đi. Nói rồi, hắn ta liếc nhìn những cường giả xung quanh một vòng, lại nói tiếp, nếu như các hạ là người thông minh, chớ có đưa ra lựa chọn ngu ngốc như thế, bởi vì như vậy thật sự rất không sáng suốt. Cô gái váy trắng nhìn Việt Bạch, giây phút này, nàng không cách nào phản bác được. Nói rồi, Việt Bạch đột nhiên bày ra động tác mời, các hạ, Liên Hiệp Điện chúng ta đã chuẩn bị trà, mời. Chương 4158, cũng chính là người bảo vệ của Liên Hợp Điện. Cô gái váy trắng lắc đầu, khẽ nói, xem ra, ta đã quá nhân từ rồi. Đôi mắt Việt Bạch híp lại, tay phải từ từ nắm chặt, người vẫn muốn đưa ra lựa chọn ngu ngốc đó sao? Cô gái váy trắng mở lòng bàn tay, một thanh kiếm đột nhiên bay ra. Chớp mắt, mấy chục đầu người đồng thời bị hất tung lên trời dẫn theo cột máu bắn thẳng lên trời, cực kỳ máu me. Ngay chính lúc này, ngoại trừ Việt Bạch thì những siêu cấp cường giả xung quanh đều ngã xuống. Và những cường giả ngã xuống này, sau khi bọn họ đầu lìa khỏi cổ, trong mắt vẫn vẻ mơ màng. Đến lúc chết đi bọn họ vẫn không hiểu. Bản thân đã chết như thế nào? Đó là suy nghĩ còn sót lại trong đầu những cường giả kia. Một kiếm chết tươi. Còn Việt Bạch ngây người tại chỗ. Giây phút này, hắn ta nghi ngờ phải chăng mình đang nằm mơ. Những cường giả phá hư cảnh ở đây bị giết chết hết rồi ư. Thật sự rất khó tin. Lúc này, cô gái váy trắng từ đằng xa bỗng nhiên nói, đến từ phương nào. Nghe vậy, Việt Bạch chợt hoàn hồn, hắn ta nhìn cô gái váy trắng như nhìn ma quỷ, ngươi muốn làm gì? Giây phút này, hắn ta vô cùng sợ hãi. Chỉ với một kiếm mà đã lập tức giết chết tất cả mấy chục vị phá hư cảnh đỉnh cao. Cho dù là quy nguyên phá giới cũng không thể nào làm được. Chẳng lẽ cô gái trước mặt đã đạt đến cảnh giới độn nhất rồi sao? Cả người Việt Bạch thẫn thờ. Chính vào lúc này, đôi mắt của cô gái váy trắng từ từ khép lại, rồi,
nàng ấy nhanh chóng quay đầu nhìn thẳng về một phía, tầm mắt phóng ra trăm ngàn dặm, nằm ngoài trăm ngàn dặm đó ở vùng chân trời có một tòa đại điện đứng sừng sững, thân cao chọc trời, pha chút cổ kính mà thần bí. Liên Hiệp Điện. Có thể nói, đây là một trong những nơi mạnh mẽ nhất và cũng là nơi thần bí nhất ở Lục Duy. Nơi này, được chia thành Văn Điện và Võ Điện. Văn Điện đều là những học giả, còn Võ Điện, thật sự mà nói, cường giả của Võ Điện luôn đứng đầu Lục Duy. Lục Duy có 7 vị tuyệt thế cường giả, mà Võ Điện đã độc chiếm 2 vị. Trên không của Liên Hợp Điện có một vị nam tử, thân mặc khôi giáp, tay cầm ngân thương. Người này là một trong những cường giả của Lục Duy gọi là Tiết Tử Y. Cũng chính là người bảo vệ của Liên Hợp Điện. Chức trách của hắn ta là trấn thủ và bảo vệ Liên Hiệp Điện, trấn nhiếp đạo trích. Dưới sự trấn thủ của hắn ta, vạn năm nay Liên Hiệp Điện chưa từng xảy ra chuyện gì. Chính vào lúc này, Tiết Tử Y đột nhiên mở to đôi mắt, ngẩng đầu nhìn về phía xa, gầm thét, càn rỡ, người dám cả gan thăm dò bản điện, còn. Nói đến đây, một tia kiếm quang xoẹt ngang qua yết hầu của hắn ta. Phụt! Đầu của Tiết Tử Y, một trong những đại cường giả của Lục Duy, bay thẳng ra ngoài, máu tươi đua nhau phun trào. Trong chớp mắt trước khi đầu của Tiết Tử Y rời ra, ánh mắt của hắn ta đều chứa đầy vẻ bàng hoàng khó tin. Một kiếm kia nhanh đến mức khiến hắn ta trở tay không kịp. Đoạn sau có chữ trong hình mình xin bỏ qua. Chương 4159. Đột nhất. Dưới một kiếm kia, mọi thứ đều sẽ bị xóa sổ, hắn ta cứ thế mà chết đi. Nhưng sau khi chém chết Tiết Tử Y, một kiếm kia vẫn không biến mất. Nó trực tiếp chém thẳng đến Liên Hiệp Điện, có điều, lúc nó chuẩn bị chém vào Liên Hiệp Điện, bỗng cả Liên Hợp Điện rung lắc, ngay sau đó, một cột sáng đen phóng thẳng lên trời. Đại trận bảo vệ của Liên Hiệp Điện. Đại trận này hơn mấy vạn năm nay chưa từng xuất hiện ở Liên Hiệp Điện. Nhưng, lúc đại trận va chạm với kiếm quang thì lập tức biến mất trong nháy mắt, ngay sau đó, tưởng chừng gần như đã ngăn được kiếm quang kia. Cả Liên Hiệp Điện hóa thành hư vô, bên trong đó, vô số cường giả của Liên Hiệp Điện bị nổ chết. Giây phút này, cả Lục Duy đều hoảng hồn. Vô số cường giả đều chú ý đến Liên Hiệp Điện, người nào to gan dám ra tay với Liên Hiệp Điện? Là kẻ nào? Nhìn vào tình hình trước mắt mà nói, trên toàn Lục Duy chẳng có bất cứ thế lực nào có năng lực đơn độc hủy diệt Liên Hiệp Điện. Nhưng bây giờ, thế mà lại có người ra tay với nó. Tứ phía của Liên Hiệp Điện đã bị hủy diệt, vô số cường giả của Liên Hiệp Điện sững người, những người này, đều là những người trước đó đã trốn ra được. Lúc mà Tiết Tử Y, người bảo vệ của Liên Hiệp Điện chết, có một nhóm người trốn ra, vào lúc đại trận của Liên Hiệp Điện xuất hiện, lại có người chạy ra, có điều người chạy trốn được chẳng hề nhiều. Có thể nói, dưới kiếm này, người chết trong Liên Hiệp Điện không ít hơn 7 phần. Máu tươi nhuộm đỏ. Và cũng chính lúc này, những người còn lại vẫn không thể nào biết được rốt cuộc là ai xuất kiếm. Quan trọng nhất đó chính là, linh khí nơi này đang nhanh chóng bị tiêu tán. Trong Liên Hiệp Điện có một linh mạch, nó là linh mạch tốt nhất của vũ trụ Lục Duy, cũng chính nhờ có linh mạch này, mà linh khí của toàn bộ Lục Duy mới được cân bằng. Bởi vì ở trung tâm linh mạch có vô số hộ linh đại trận, lúc linh mạch bị hủy, tất cả hộ linh đại trận đã được dựng nên toàn bộ đều mất đi hiệu lực. Không chỉ ở đây, mà còn ở cả các nơi khác linh khí đều bắt đầu tiêu tán. Chuyện này, rất nghiêm trọng. Hiện trường, vẻ mặt của những học giả Văn Điện khó coi đến cực điểm. Trong tinh không xa xôi, cô gái váy trắng thu hồi ánh mắt, nàng nhìn thẳng Việt Bạch, hắn ta cũng nhìn chằm chằm vào nàng ấy, ngươi là cường giả độn nhất cảnh. Cô gái váy trắng nhìn thoáng qua Việt Bạch, độn nhất. Là thứ đồ rác rưởi gì chứ? Nói xong, nàng đã xuất hiện bên ngoài mấy vạn dặm. Còn cơ thể của Việt Bạch thì mờ dần đi. Việt Bạch nhìn nơi chân trời thăm thẳm trong tinh không, đầu óc trống rỗng. Đột nhất. Vượt qua tầm hiểu biết về cảnh giới tối cao không chỉ ở Ngũ Duy, mà còn ở Lục Duy. Thoát khỏi đại đạo, không ở trong đại đạo, đó chính là đột nhất. Chương 4160. Lão ta đã bị giết chết ngay lập tức. Từ xưa đến nay, cả
cảnh giới này chỉ có trong truyền thuyết. Vừa rồi, sau khi hắn ta đánh giá nhát kiếm tử thần của cô gái váy trắng, hắn ta thừa biết, cô gái váy trắng trước mắt này chí ít cũng là độn nhất cảnh. Bởi vì Việt Bạch là bán bộ độn nhất cảnh, hơn nữa từ vạn năm trước mới đạt đến bán bộ độn nhất. Nhưng, một câu của cô gái váy trắng khiến hắn ta nổi điên. Độn nhất? Đó là thứ đồ rác rưởi gì? Lẽ nào nàng ấy trên cảnh giới độn nhất ư? Thiên đạo ngũ duy, ngươi là đồ ăn hại. Đây là ý nghĩ của cùng của Việt Bạch. Ở tận cùng nơi tinh không xa xôi, cô gái mặc váy trắng mạnh mẽ xé rách không gian, vẻ mặt nàng bình tĩnh, trong mắt không có chút gợn sóng. Ngay lúc nàng muốn rời khỏi lục duy, một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt cô gái váy trắng. Ông lão liếc nhìn cô gái váy trắng, ông chính là người bảo vệ của vùng vũ trụ này, các hạ có biết, đạo kiếm vừa rồi của các hạ đã hủy diệt đi căn cơ của lục duy, vô linh khí của nhiều nơi sắp biến mất, toàn bộ lục duy. Cô gái váy trắng chợt nói, người có ý kiến à? Nói rồi, nàng ấy xoay người chém ra một kiếm. Kiếm này văng xa cả mấy trăm vạn dặm, nơi mà nó đi qua, không gian vỡ nát, núi sông sụp đổ, linh mạch tiêu biến. Một kiếm khiến lục duy trọng thương. Giờ khắc này đối với lục duy, nói ngắn gọn chính là tận thế. Nếu nói nhát kiếm thứ nhất chỉ làm tổn thương đến căn cơ, vậy thì kiếm thứ hai chính là trực tiếp hủy diệt luôn vùng vũ trụ này. Dưới một kiếm này, toàn bộ lục duy bị trọng thương, giờ đây, lục duy chí ít cũng đã bị kiếm này hủy diệt hơn một nửa. Có thể nói, linh khí của Liên Hiệp Điện mấy trăm vạn năm nay đều có liên quan với thế giới, dưới kiếm này ầm ầm sụp đổ. Lão giả trước mặt cô gái váy trắng đứng ngây người như phỗng. Một kiếm này vô cùng mạnh mẽ, còn vượt qua cả tưởng tượng của lão ta, hậu quả mà nhát kiếm này mang đến càng khiến lão ta không thể tưởng tượng nổi. Lão giả liếc nhìn cô gái váy trắng, giọng nói run rẩy, rốt cuộc ngươi là kẻ nào? Cô gái váy trắng không quan tâm lão ta, nàng đã ở ngoài mấy ngàn dặm, còn lão giả sau lưng nàng ấy thì dần dần biến hư vô. Ông lão lập tức hóa đá, trong mắt lão ta đều là vẻ khó tin. Lão ta biết mình đã chết rồi. Dù vậy vẫn chưa thấy cô gái váy trắng xuất kiếm. Lão ta đã bị giết chết ngay lập tức. Rốt cuộc đó là thứ quái vật gì? Tận cùng chân trời, cô gái váy trắng lại dừng lại lần nữa, không xa trước mắt nàng xuất hiện một bóng ảnh. Thiên đạo lục duy. Chương 4161. Tại sao cô gái trước mắt này lại xuất kiếm? Một kiếm vừa rồi của cô gái váy trắng, trực tiếp khiến căn nguyên của vùng vũ trụ này trọng thương, khiến không chỉ có người, mà còn có cả thiên đạo của vùng vũ trụ này bị thương tổn. Thiên đạo nhìn vào cô gái váy trắng, tại sao phải làm như vậy? Cô gái váy trắng đi đến trước mặt thiên đạo trừng mắt nhìn cô gái váy trắng, một kiếm đó của ngươi sẽ khiến vô số sinh linh chết thảm. Thực lực cường đại như vậy. Tại sao ngươi không có một chút lòng từ bi thương xót nào? Thương xót từ bi. Cô gái váy trắng dừng bước chân, nàng ta nhìn thiên đạo, cái thú vui đó ta đã chơi ngán từ lâu lắm rồi. Thiên đạo nhìn cô gái váy trắng, một kiếm này của ngươi đã khiến vũ trụ trọng thương, làm kẻ ác, ngươi không sợ bản thân sẽ nhận quả ác hay sao? Cô gái váy trắng nhìn thẳng thiên đạo, nhếch khóe môi khinh thường, nhân quả. Thứ kia chỉ trói buộc phàm nhân mà thôi. Con người của thiên đạo chợt co lại, ngươi, thật sự không nằm trong thiên đạo. Ngay từ đầu, nàng ta chỉ suy đoán, nhưng tại giây phút này nàng ta đã xác định được. Cô gái này, chắc chắn không chỉ là độn nhất cảnh. Nàng đã không còn nằm trong thiên đạo, nhân quả sao có thể ứng lên người nàng được. Nghĩ đến đó, trong lòng thiên đạo vô cùng đắng chát. Tại sao cô gái trước mắt này lại xuất kiếm? Bởi do cường giả của lục duy truy giết nàng ấy, nên đó là nhân, nàng ấy xuất kiếm, kia là quả cho những cường giả và vùng vũ trụ này sao? Đó chính là ác quả của cường giả và vũ trụ lục duy. Lúc này, cô gái váy trắng bỗng nhiên mở lòng bàn tay ra, một thanh kiếm xuất hiện trong tay, nàng nhìn thiên đạo, ta thấy cái thế giới này của các ngươi có hơi chướng mắt đấy. Nghe vậy. Vẻ mặt thiên đạo thay đổi, lúc này nàng ta vội vàng cung kính thi lễ, xin người hạ thủ lưu tình,
chớ ra tay làm tổn thương khoảng vũ trụ này. Nàng ta biết, sinh tử của cả vũ trụ lục duy này đều dựa vào suy nghĩ của cô gái váy trắng. Người con gái trước mắt hoàn toàn có năng lực hủy diệt vũ trụ lục duy. Lần này, Liên Hiệp Điện đá phải tấm sắt rồi. Không chỉ đưa đầu cho người ta chém, còn liên lụy đến toàn bộ vũ trụ lục duy. Nghĩ đến đây, Thiên Đạo lại thi lễ lần nữa, xin các hạ hạ thủ lưu tình. Cô gái váy trắng liếc nhìn Thiên Đạo, một lúc sau mới nói, để ta suy nghĩ. Thiên Đạo. Mỗi ý tốt, trăm sông nghìn núi. Một ý xấu, bãi bể nương dâu. Chấm. Cân nhắc một chút. Không gian nơi này bỗng chốc yên tĩnh lại. Thiên Đạo lục duy im lặng không nói. Phản kháng ư. Nàng ta biết, đó chỉ thêm phí công mà thôi. Chương 4162, cô gái kia đã rời đi rồi. Cầu xin tha thứ có lẽ sẽ còn chút một chút hy vọng. Một lát sau, cô gái váy trắng chợt cúi đầu nhìn xuống, nàng chỉ vào nơi nào đó có nhìn thấy kiếm tu kia không? Thiên Đạo nhìn xuống phía dưới, nàng ta khẽ nói, có phải là thiếu niên kiếm tu kia? Cô gái váy trắng gật đầu, đúng vậy. Thiên Đạo nhìn cô gái váy trắng, hắn thì làm sao? Cô gái váy trắng liếc nhìn Thiên Đạo, hắn, chính là ca ca của ta. Thiên Đạo. Cô gái váy trắng đi phía xa xăm, lúc bước đến bên cạnh Thiên Đạo, nàng ấy chợt nói, không lâu sau hắn sẽ đến đây, người hiểu ý ta chứ? Thiên Đạo gật đầu, đã hiểu, ta sẽ sắp xếp thật tốt. Cô gái váy trắng gật đầu, thoáng cái, nàng đã ở cuối tinh không? Thấy cảnh tượng này, Thiên Đạo thở phào nhẹ nhõm. Không ai nhìn thấy, trên trán nàng ta thấm đẫm mồ hôi lạnh. Vì một thoáng vừa rồi, nàng ta đã cảm nhận được sát ý. Nàng ta hiểu rõ, cô gái trước mắt thật sự muốn hủy diệt vùng vũ trụ này. Cô gái kia, có năng lực hủy diệt nó. Mà sở dĩ đối phương từ bỏ, chắc chắn có quan hệ với thiếu niên kiếm tu ở dưới hạ giới kia. Nghĩ đến đây, Thiên Đạo cúi người nhìn, trong ánh mắt của nàng ta mang theo đôi phần khó hiểu. Là ca ca của nàng ấy sao? Khoảng chừng một giây sau, cô gái váy trắng đến trước màng chắn, nơi đây, chính là vách ngăn vũ trụ. Toàn bộ lịch sử vũ trụ lục duy tính đến nay, không có bất kỳ người nào xuyên qua được vùng vũ trụ này. Cô gái váy trắng bước đến trước vách ngăn vũ trụ, tay phải vẫy lên, một đạo kiếm quang chém đến. Màng chắn bất khả xâm phạm của vũ trụ giờ đây đã bị xé toạc trong chớp mắt. Cũng chính lúc này, giọng nói cổ lão đột nhiên từ trong vết nứt vọng ra, phàm nhân vô tri, dám nhìn trộm đạo giới, ngươi muốn thần hồn của ngươi. Lúc này, cô gái váy trắng tiến vào. Chớp mắt, một cái đầu lâu đẫm máu lăn từ trong vết nứt không gian ra. Vết nứt không gian khép lại, đầu lâu kia vẫn không ngừng lăn tròn. Sau khi cô gái váy trắng tiến vào vết nứt kia, bên trong vùng tinh không nào đó, Thiên Đạo lục duy quay người nhìn, thời gian dần trôi qua, vẻ mặt cũng dần nghiêm túc hơn bao giờ hết. Cô gái kia đã rời đi rồi. Rời đi rồi. Đoạn sau có chữ trong hình mình xin bỏ qua. Chương 4163, Quy Nguyên. Bên ngoài âm linh giới, cô gái áo vải đay đột nhiên thu hồi tầm mắt, nàng ta nhìn về phía cô gái kiếm tu. Cười nói, nàng ấy đi rồi. Đi rồi. Trong giọng nói, pha chút nhẹ nhõm khi chút được gánh nặng. Lúc cô gái kia ở đây, âm linh giới vô cùng cảm thấy áp lực. Như nàng ta nói, cô gái kia, nếu nàng ấy không đi, âm linh giới sẽ không bao giờ được xuất hiện. Nhưng bây giờ, cô gái kia đã đi rồi. Cô gái áo vải đay nhìn về phía cô gái kiếm tu, cười nói, lục cô nương. Không phải ngươi muốn giao chiến sao? Tộc âm linh ta và ngươi bây giờ sẽ đánh một trận thật thoải mái. Nói xong, nàng ta phất nhẹ bàn tay ngọc. Sau lưng nàng ta, đột nhiên xuất hiện hơn trăm không gian truyền tống trận. Một chốc sau, vô số cường giả tộc âm linh xông ra từ nơi đó. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt của cô gái kiếm tu dần đanh lại. Nếu bàn về đơn đấu... Tộc âm linh chắc chắn sẽ không thể đánh lại kiếm tông. Nhưng bây giờ, tộc âm linh rõ ràng không muốn đơn độc giao đấu với kiếm tông.
âm linh lũ lượt kéo nhau xông ra khỏi không gian truyền tống, trong đó có hơn vài trăm cường giả chủ tế cảnh, ngoài ra, còn có hơn 60 phá hư cảnh đỉnh cao. Nhìn thấy thế trận như vậy, vẻ mặt của cô gái kiếm tu và những kiếm tu đứng sau lưng nàng ta chợt thay đổi. Hiển nhiên, bọn họ vẫn luôn đánh giá thấp âm linh giới rồi. Cô gái áo vải đay nhìn nữ kiếm tu, cười nói, Lục cô nương, trước kia chúng ta không lộ diện, chẳng phải vì sợ kiếm tông các ngươi, mà bởi vì cô gái váy trắng kia. Thứ cho ta nói thẳng, dưới tình cảnh tông chủ kiếm tông không có mặt, kiếm tông các ngươi không là cái thá gì cả. Cô gái kiếm tu liếc nhìn cô gái áo vải đay, rút. Lời vừa nói ra, những kiếm tu sau lưng nàng ta quay người biến thành luồng kiếm quang biến mất ở chân trời. Cô gái kiếm tu nhìn áo vải đay cô gái, kiếm trong tay nàng ta đột nhiên bay ra. Nơi xa, tay phải của cô gái áo vải đay duỗi ra trước tiếp bắt lấy thanh kiếm của cô gái kiếm tu, và cũng vào lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên chém tới cô gái áo vải đay trước mặt. Cô gái áo vải đay nâng kiếm cản lại nhát kiếm của cô gái kiếm tu. Bùm! Kiếm quang nổ tung, cô gái áo vải đay lập tức bị đẩy về sau mấy bước, còn cô gái kiếm tu quay về chỗ cũ. Cô gái kiếm tu xòe tay, sau đó bỗng nhiên nắm lại, chốc lát, mấy vạn kiếm khí xuất hiện sau lưng nàng ta. Hai vị lão giả đứng bên cạnh cô gái áo vải đay bắt đầu ra tay, cô gái áo vải đay nhẹ nhàng phất tay, hai vị lão giả lui xuống. Cô gái áo vải đay thủ thế đạp trụ chân, lúc này, những kiếm ảnh từ sau lưng cô gái kiếm tu đồng loạt bay lên. Xoẹt xoẹt xoẹt. Chớp mắt, đường chân trời bị xé nứt ra. Cô gái áo vải đay nhẹ nhàng điểm một cái, quy nguyên. Vừa dứt, không gian trước mặt nàng ta bỗng nhiên rúng động, một giây sau, kiếm khí từ từ tiêu tán. Nhìn thấy cảnh này, trong nháy mắt điện chủ võ điện thượng giới võ thương hành lóe lên sự kiêng dè. Thực lực của tộc âm linh còn mạnh hơn so với dự đoán của ông ta. Có thể nói, hợp tác với tộc âm linh chẳng khác gì bảo hổ lột da, nhưng thượng giới bây giờ không còn lựa chọn nào khác. Chương 4164, ngươi không chỉ là quy nguyên phá giới. Từ sau khi bị thiên đạo lừa gạt, có thể nói thượng giới tổn thất cực kỳ nghiêm trọng, nếu không buộc chung với tộc âm linh, thượng giới sẽ không bao giờ tìm được cách chống lại bọn người Diệp Huyên. Đương nhiên, tộc âm linh cường đại như thế, với thượng giới mà nói là vô cùng có lợi. Chỉ cần có thể đến lục duy, hy sinh một chút cũng đáng. Đằng xa, sau khi kiếm khí tiêu tán, cô gái áo vải đay chợt bước về trước, sau đó ra quyền. Dưới quyền pháp này, không gian xung quanh cô gái kiếm tu trực tiếp sụp đổ. Cô gái kiếm tu không ngừng lùi về sau, nàng ta trụ chân ổn định thân thể, hai tay tay chặt trước mi gian. Trong miệng lẩm nhẩm, chớp mắt, hai tay cầm kiếm bỗng nhiên chém về phía trước, diệt. Kiếm quang bất chợt ập xuống. Nhát chém này như muốn xé toạc trời đất, vô cùng khiến người sợ hãi. Xoẹt. Nơi mà kiếm quang đi qua, không gian trực tiếp bị cắt rách, đồng thời sức mạnh cường đại của áo vải đay cô gái cũng bị chém đứt. Kiếm quang xé gió mà đi, chém thẳng đến cô gái áo vải đay. Trong nháy mắt khi kiếm quang sắp chém đến, cô gái áo vải đay đột nhiên biến mất giữa không gian. Đằng xa, cô gái kiếm tu đột nhiên quay người chém xuống, kiếm quang tỏa ra như tuyết. Ầm. Kiếm quang bị phá vỡ, cô gái kiếm tu xuất hiện tại vị trí mà lúc trước cô gái áo vải đay đứng, chính vào lúc này, quyền trưởng phá không đập đến trước mặt nàng ta. Cô gái kiếm tu nâng kiếm lên ngăn cản. Ầm. Nháy mắt cô gái kiếm tu bị đẩy lùi hơn trăm trượng. Sau khi cô gái kiếm tu dừng lại, đằng xa, không gian xung quanh cô gái áo vải đay đột nhiên cắt ra, trong chốc lát, kiếm quang liên tục xẹt qua người cô gái áo vải đay. Xoẹt xoẹt xoẹt. Không gian xung quanh cô gái áo vải đay vỡ tan thành tầng tầng lớp lớp, còn cơ thể cô gái áo vải đay thì mờ nhạt dần. Yên lặng giây lát, kiếm quang chợt vỡ tan, cô gái áo vải đay đi ra. Cô gái kiếm tu nhìn vào cô gái áo vải đay, ngươi không chỉ là quy nguyên phá giới. Cô gái áo vải đay cười nói, đúng vậy. Cô gái kiếm tu nhìn chằm chằm cô gái áo vải đay, nàng ta đang muốn rút lui thì cô gái áo vải đay nói, ngươi muốn chạy. Cô gái kiếm tu cười nói, ngươi muốn giết ta.
Cô gái áo vải đay hỏi ngược lại, ta không làm được sao? Nói xong, nàng ta đạp mạnh chân trái. Dầm. Nháy mắt, không gian xung quanh cô gái kiếm tu trực tiếp sụp đổ, giây lát, từng đạo sức mạnh thần bí chém về phía cô gái kiếm tu. Vào giây phút này, cô gái kiếm tu đã đi vào trạng thái hư thực. Lúc này, bàn tay ngọc của cô gái áo vải đay phất nhẹ, cơ thể nữ kiếm tu trực tiếp mở đi. Ở trong không gian quỷ quái này, kiếm trong tay cô gái kiếm tu lập tức chém xuống. Xoẹt. Chương 4165. Kiếm thể vô địch. Kiếm quang xé rách không gian. Nhưng nàng ta vẫn không thể thoát khỏi không gian quỷ quái đó. Ánh mắt cô gái kiếm tu dâng đầy lệ khí, nàng ta đột nhiên tra kiếm vào vỏ, liền sau đó, đột ngột rút ra chém xuống. Thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm. Kiếm này chém xuống, không gian quỷ quái hoàn toàn vỡ nát. Nhưng cũng chính vào lúc này, kiếm quang đột nhiên xuất hiện trước mặt cô gái kiếm tu, con ngươi nàng ta co lại, có gì đó xê qua bên cạnh nàng ta nhưng vẫn chậm. Lần này, con người nàng ta mặc dù đã rời khỏi, nhưng cánh tay lại bị chém bay ra ngoài. Ngoài mấy trăm trượng, cô gái kiếm tu nhìn cô gái áo vải đay đang đứng ở vị trí ban đầu của bản thân, trong tay nàng ta thế mà đang cầm kiếm. Kiếm tu. Cô gái áo vải đay là kiếm tu. Hơn nữa, đã đạt đến phàm kiếm tầng thứ 3 đỉnh cao. Là cường giả kiếm tu quy nguyên phá giới cảnh. Nếu như chỉ là quy nguyên phá giới cảnh đơn thuần thì chuyện đó không đáng sợ, nhưng nếu thêm thân phận kiếm tu, hơn nữa đã đạt đến phàm kiếm tầng thứ 3. Đó không còn là đáng sợ bình thường nữa. Cô gái áo vải đay liếc nhìn cô gái kiếm tu, cười nói, Lục cô nương, ta vốn nghĩ rằng dùng thân phận kiếm tu này đấu một trận công bằng với ngươi, nhưng mà ta chợt nhớ tới, ta là tộc trưởng của tộc âm linh, sao ta có thể muốn gì làm nấy được. Cho nên ta mới che giấu thân phận kiếm tu của mình, chính là để bất cứ lúc nào đều có thể giết ngươi. Bởi nhìn vào tình cảnh trước mắt mà nói, người khó giải quyết nhất kiếm tông, chính là ngươi. Nói xong, nàng ta mở lòng bàn tay, kiếm trong tay nàng ta đột nhiên bay ra. Kiếm đạo này rất quái dị, khiến cho người ta cảm giác như nó tựa như không tồn tại. Nhìn thấy chuôi kiếm này, tay trái cô gái kiếm tu nắm chặt kiếm, đạp trụ chân. Sau đó xuất kiếm. Mũi kiếm đối mũi kiếm. Kiếm quang đột nhiên lóe sáng trước mặt cô gái kiếm tu, sau đó, cô gái kiếm tu cuống cuồng lùi về phía sau, đồng thời kiếm của nàng ta dần dần rạn nứt. Lúc lùi được vài trăm trượng, kiếm trong tay cô gái chỉ còn lại chuôi kiếm. Ngay tại lúc chuôi kiếm của cô gái áo vải đay sắp đâm vào mi gian của cô gái kiếm tu, chợt có một bóng ảnh lóe lên, thoáng chốc đã đứng trước mặt cô gái kiếm tu. Người đến, chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên không né tránh, dù vậy chuôi kiếm của cô gái áo vải đay vẫn không thể nào đâm vào lồng ngực của hắn. Chớp mắt, khí tức cường đại từ trong cơ thể của Diệp Huyên phóng ra, tuy cơ thể hắn rúng động, nhưng không có vấn đề gì. Kiếm thể vô địch. Chính vào lúc này, vô số cường giả tộc âm linh đột nhiên gầm thét như dã thú. Đoạn sau có chữ trong hình mình xin bỏ qua. Chương 4166. Đạo tắc không gian. Diệp Huyên khó hiểu. Những tộc âm linh này có ý gì? Sao lại ôm mối hận lớn với hắn như thế? Là thứ gì? Hắn vô cùng khó hiểu. Đằng xa, tay trái cô gái áo vải đay kia nhẹ chuyển, những tộc âm linh muốn xông lên lập tức bị cản lại. Mặc dù bọn họ còn nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, nhưng lại không ai dám động thủ. Cô gái áo vải đay liếc nhìn Diệp Huyên, trong mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên, trước kia lúc điều tra ngươi, bọn họ nói ngươi có thể cắn nuốt kiếm, ta vẫn không tin lắm, không ngờ, vậy mà ngươi lại thật sự có thể cắn nuốt kiếm thật. Sao ngươi có thể làm được thế? Diệp Huyên nhìn những cường giả tộc âm linh một vòng, cười nói các ngươi rất muốn giết ta. Cô gái áo vải đay gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên cười nói, ngươi đừng nói với ta là, lần này các ngươi rời khỏi âm linh giới chỉ để giết ta. Cô gái áo vải đay mỉm cười, sau đó, ngươi đoán gần đúng rồi đó. Vẻ mặt Diệp Huyên đanh lại, chốc sau, hắn nhìn cô gái áo vải đay, các ngươi bị bệnh sao? Người đàn ông mặc áo xanh giết tổ tiên của các ngươi đi mà tìm hắn.
Tìm ta làm gì hả? Có phải các ngươi cho rằng ta không đánh lại đám tiểu nhân các ngươi không? Cô gái áo vải đay gật đầu, ừ đúng rồi đó. Diệp Huyên, ta. Thiếu chút nữa hắn nhanh miệng chửi bậy. Cô gái áo vải đay cười nói, vốn nghĩ là sẽ tìm ngươi, không ngờ ngươi lại tự dẫn xác đến đây. Đúng lúc lắm. Nói xong, nàng ta lập tức ra tay. Nhưng đúng lúc này, cô gái kiếm tu đứng sau lưng của Diệp Huyên đột nhiên rạch một đường kiếm trước mặt nàng ta và Diệp Huyên. Xoẹt. Kiếm quang khởi, khe hở không gian xuất hiện, nàng ta nhanh chóng dẫn Diệp Huyên tiến vào trong khe hở của không gian. Cô gái áo vải đay nhíu mày, tay ngọc nhẹ chuyển. Ầm. Khe hở của không gian nhanh chóng khép lại như ban đầu. Nhưng, Diệp Huyên và cô gái kiếm tu không thấy đâu. Thấy cảnh này, chân mày cô gái áo vải đay nhíu lại, đạo tắc không gian. Lúc này, Quan Âm xuất hiện bên cạnh cô gái áo vải đay, tiểu thư, đi kiếm tông sao? Cô gái áo vải đay cười nói, kiếm tông có kiếm trận, nếu chúng ta đến, chúng ta phải liều mạng với những kiếm trận cường đại đó, như vậy tổn thất sẽ rất lớn. Nói rồi, nàng ta quay đầu nhìn cuối chân trời, bỏ qua kiếm tông, đi thẳng đến Ngũ Duy. Sau này bọn họ cũng sẽ đến thôi. Chương 4167, người đang lợi dụng hắn. Nói xong, nàng ta liền biến mất. Còn sau lưng nàng ta là vô số cường giả tộc âm linh. Kéo tới ùn ùn, vô cùng vô tận. Âm linh giới mở. Trong vùng tinh không nào đó, có một cô gái váy trắng cầm đầu cá bị nướng cháy khét đang ung dung bước đi. Cô gái này, chính là thiên đạo Ngũ Duy. Chính vào lúc này, đột nhiên thiên đạo dừng bước, quay đầu nhìn, một giây sau, lông mày nàng ta nhăn lại. Yên lặng một hồi, thiên đạo gặm cắn con cá trong tay, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, đột nhiên giọng nói không biết ở nơi nào vọng đến, đợi bọn họ đến đây, cả Ngũ Duy sẽ không còn nữa. Thiên đạo dừng chân, quay đầu nhìn, ở đằng xa hướng trách phải, có một cô gái khác. Tiểu đạo. Thiên đạo cười, đối với vị tộc trưởng tộc âm linh kỳ tài ngút trời này, người thấy thế nào? Tiểu đạo trầm giọng nói, đến cả ngươi cũng nói nàng ta là kỳ tài ngút trời. Thiên đạo lắc đầu, thật ra, nếu như nàng ta kiên trì thêm chút nữa, vùng vũ trụ này sớm muộn gì cũng thuộc về tộc âm linh. Có điều, nàng ta đã phạm phải một sai lầm chí mạng. Tiểu đạo nhíu mày mỉm cười, ý ngươi là nàng ta quá vội vàng. Thiên đạo cười nói, đúng vậy. Tiểu đạo lắc đầu, không ai có thể cản được bọn họ. Thiên đạo chỉ xuống phía dưới, hiểu chưa? Vùng vũ trụ này, còn rất nhiều cường giả khác. Nghe nói thế, tiểu đạo nhíu mày, có ý gì? Thiên đạo trừng mắt, Tứ Duy, có điện U Minh và sinh mệnh cấm khu. Ngũ Duy, có ông lão giữ mộ cho một cô gái, đúng rồi, đúng rồi. Còn có mấy tên đạo tắc tiên tri nữa. Lúc có cô gái váy trắng kia, khỏi cần nói, một mình nàng ta có thể trấn áp tất cả, nàng ta không có mặt, không có nghĩa là tộc âm linh có thể vô địch. Tiểu đạo liếc nhìn thiên đạo, theo lời ngươi thì những đại lão chưa từng xuất hiện này có liên quan đến Diệp Huyên hay không? Thiên đạo cười hì hì, đúng vậy. Tiểu đạo liếc mắt nhìn thiên đạo chăm chú, ngươi quá đáng sợ. Vào lúc này, nàng đột nhiên phát hiện, người nữ nhân trước mắt vô cùng đáng sợ. Còn hơn cả tộc âm linh. Tiểu đạo lại nói tiếp, người đang lợi dụng hắn. Thiên đạo gật đầu, đúng thế. Tiểu đạo lắc đầu, người đừng thành thật như vậy có được không hả? Thiên đạo cười nói, ta cảm thấy, dù có làm người xấu, cũng muốn làm một người xấu quang minh lỗi lạc. Đoạn sau có chữ trong hình mình xin bỏ qua. Chương 4168, đến thẳng vũ trụ Ngũ Duy. Tiểu đạo trầm giọng nói, ta luôn cảm thấy tộc âm linh không đơn giản như vậy. Thiên đạo cười nói, đương nhiên nào có đơn giản như vậy. Tiểu đạo nói với thiên đạo, ý gì? Thiên đạo hoạt bát cười, vị tộc trưởng tộc âm linh này của chúng ta này không đáng sợ. Đáng sợ là nàng ta rất cẩn thận, cho dù có át chủ bài, nàng ta cũng không ra tay lúc cô gái váy trắng có ở đây. Tiểu đạo im lặng. Thiên đạo đột nhiên nói, tiểu đạo. Tiếp theo đừng động thủ, để bản thân hắn đối mặt. Đó là nhân quả của bọn hắn với tộc âm linh. Hơn nữa,
bây giờ người và A là tốt nhất đừng nhúng tay vào, hai người các ngươi, một chưa trưởng thành, một thì bị thương, vốn không có năng lực đối kháng với tộc âm linh. Nói rồi, nàng ta nhìn về phía tiểu đạo, bản thân hắn nên trưởng thành rồi. Nói xong, nàng ta quay người rời khỏi. Chỉ còn lại tiểu đạo, sau một chốc suy tư, sau đó nàng cũng rời khỏi. Kiếm tông. Diệp Huyên dẫn cô gái kiếm tu trở lại kiếm tông, vừa đến nơi, cô gái kiếm tu đột nhiên dẫn hắn tiến vào đại điện. Trong đại điện chỉ có nàng ta và hắn. Diệp Huyên đánh giá cô gái kiếm tu trước mắt, Lục sư tỷ. Cô gái nhàn nhạt nói, ngươi có thể gọi ta là gì Lục? Gì Lục? Vẻ mặt Diệp Huyên quái lạ. Cô gái kiếm tu đánh giá Diệp Huyên, ngươi đã đạt đến phàm kiếm tầng thứ hai. Diệp Huyên gật đầu. Cô gái kiếm tu mỉm cười gật đầu, rất tốt. Lúc này, Lục Vân Tiên đi đến, y liếc nhìn Diệp Huyên, sau đó nhìn cô gái, hỏi, Lục sư tỷ, vết thương thế nào rồi? Cô gái lắc đầu, không có gì đáng ngại. Nói rồi, nàng ta nhìn Lục Vân Tiên, tộc âm linh đã rời khỏi âm linh giới. Lục Vân Tiên gật đầu, đã rời đi rồi. Đôi chân mày của cô gái hơi nhíu lại, bọn họ không đến kiếm tông à? Lục Vân Tiên lắc đầu, không đến, bọn họ đến thẳng vũ trụ ngũ duy. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyên chợt thay đổi. Đến thẳng vũ trụ ngũ duy. Không gian hư vô sao có thể cản được tộc âm linh? Nghĩ vậy, Diệp Huyên quay người rời đi. Lúc này, cô gái kiếm tu đột nhiên nói, người đánh thắng được tộc âm linh sao? Chương 4169, Thiên Âm Tộc, vô cùng vô tận. Diệp Huyên dừng bước, hắn liếc nhìn cô gái. Cô gái đứng dậy nhìn về phía Lục Vân Tiên, triệu tập tất cả kiếm tu. Lục Vân Tiên mỉm cười gật đầu, sau đó y nhìn về phía Diệp Huyên, chớ xúc động. Nói xong, y quay người rời khỏi đại điện. Trong điện chỉ còn lại Diệp Huyên và cô gái. Cô gái bước đến trước cửa đại điện. Nàng ta nhìn về phía pho tượng kiếm tu đằng xa, nhẹ giọng nói, chúng ta đã xem thường tộc âm linh rồi. Diệp Huyên bước đến bên cạnh cô gái, trầm giọng nói, cô gái lúc nãy là ai? Cô gái kiếm tu lắc đầu, kẻ không đơn giản là nàng ta, cô gái này tên Quan Âm, là thiên tài kiệt xuất nhất từ trước tới nay của tộc âm linh. Ban đầu, ta chỉ cho rằng cảnh giới của nàng ta cao mà thôi, thế nhưng không ngờ được, nàng còn là một kiếm tu. Hơn nữa kiếm pháp còn cực kỳ cao thâm. Nói rồi, nàng ta quay người nhìn về phía Diệp Huyên, mục tiêu chính của bọn họ hẳn có hai cái, thứ nhất là giết ngươi, thứ hai là xưng bá vũ trụ ngũ duy. Diệp Huyên trầm giọng nói, chính bởi vì ta là truyền nhân của tông chủ kiếm tông, cho nên bọn họ muốn giết chết ta. Cô gái nhìn Diệp Huyên, phải. Diệp Huyên cạn lời, hắn nhìn về pho tượng người đàn ông mặc áo xanh, mẹ nó. Bị cái tên này lừa vào trong rồi. Chính ngay lúc này, gần trăm đạo kiếm quang bay thẳng đến đại điện. Diệp Huyên nhìn thoáng qua, tổng cộng có 119 vị kiếm tu. Người thì ít, nhưng thực lực lại cực kỳ đáng sợ. Bởi vì trong những người này, thấp nhất cũng là phàm kiếm hoặc là chủ tế cảnh. Phá hư cảnh có hơn 30 người. Trận thế như vậy, không thể không nói. Thật sự rất đi ngược lẽ trời. Phải biết rằng, những người trước mặt này đều là kiếm tu. Chiến lực này còn mạnh hơn gấp nhiều lần so với chủ tế cảnh. Nhưng, dù vậy đội hình này ở trước mặt tộc âm linh không có bất cứ ưu thế gì. Thiên Âm Tộc, vô cùng vô tận. Cô gái kiếm tu rời đi khỏi đại điện, trước mắt nàng ta là những kiếm tu, không cần nhiều lời, tộc âm linh đã rời khỏi âm linh giới. Bọn họ bây giờ đang chờ chúng ta đi tìm bọn họ, nếu đã như vậy, chúng ta lập tức tác thành cho bọn họ, tất cả kiếm tu của kiếm tông. Nói đến đây, nàng ta đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, kể từ giờ phút này, tất cả kiếm tu đều nghe theo mệnh lệnh của thiếu tông chủ. Thiếu tông chủ. Diệp Huyên hóa đá. Đùa gì thế? Nghe theo hắn sao? Hiện trường, những kiếm tu nhao nhác bảo rằng sẽ nghe theo Diệp Huyên. Lúc nhìn hắn, có nhiều người trong số họ còn bày ra thiện ý, cũng có không ít người tò mò. Hiển nhiên, đối với lai lịch của Diệp Huyên, bọn họ đều biết hết. Cô gái kiếm tu đứng đối diện với Diệp Huyên,
nói, bây giờ ta bị thương, không cách nào dẫn chiến, mọi việc ở kiếm tông đều giao lại cho ngươi. Chương 4170, là ảo giác sao? Diệp Huyên trần chờ, sau đó nói, Lục sư tỷ, không phải còn sư huynh Lục Vân Tiên đó hay sao? Cô gái nhìn thằng Diệp Duyên, sao hả, người không có tự tin? Diệp Huyên lắc đầu, không phải, ý ta là. Đột nhiên cô gái kiếm tu nói gì nữa chứ? Bảo ngươi dẫn đầu thì dẫn đầu, đừng nhiều lời. Diệp Huyên ngạc nhiên, hung dữ quá. Cô gái kia lại nói, còn việc gì à? Diệp Huyên lắc đầu lia lịa, không, không có gì cả. Cô gái gật đầu, tiếp theo đều xem ở ngươi. Ta phải trị thương, hy vọng trước khi ta trở lại, các ngươi đều còn sống. Nói xong, nàng ta quay người bước vào đại điện. Nơi đây, hơn 100 tuyệt thế kiếm tu nhìn chằm chằm Diệp Huyên. Diệp Huyên cạn lời. Hắn xác thực không nghĩ sẽ như vậy, giờ đây, từ tiểu tông chủ biến thành tông chủ hả? Quan trọng nhất là những kiếm tu trước mắt này hình như không có định ý gì với hắn. Diệp Huyên nhìn về phía người đàn ông mặc thanh sam, hắn tỉ mỉ quan sát người này, thời gian trôi qua, hắn nheo mắt lại, mẹ nó, sao mình lại đi theo cái tên thoạt nhìn có hơi giống bản thân thế kia? Là ảo giác sao? Diệp Huyên đưa tay sờ mặt mình, thật vô lý mà. Lúc này, Lục Vân Tiên đột nhiên nói, tiểu sư đệ, tiếp theo đây phải làm sao? Diệp Huyên nhìn về phía Lục Vân Tiên, Lục sư huynh, nói thật. Ta vừa mới tới kiếm tông. Lục Vân Tiên lắc đầu, đừng nói những lời này, cứ nói thẳng cho ta biết tiếp theo phải làm thế nào đi. Diệp Huyên trầm mặc một lúc rồi đáp, được. Nói xong, hắn liếc nhìn đám người kiếm tu đang có mặt kia một cái, tiêu diệt tộc âm linh. Lời vừa thốt ra, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang rồi biến mất ở phía cuối đường chân trời. Phía dưới, hơn 100 đạo kiếm quang phóng lên trời. Trong nháy mắt đã biến mất ở nơi cuối trời. Sau khi đám người Diệp Huyên rời đi, Lục sư tỷ đột nhiên xuất hiện ở cửa chính đại điện, nàng ta nhìn bức tượng người đàn ông mặc thanh sam ở phía xa kia, khẽ nói, mong rằng lựa chọn của ngươi là đúng. Dứt lời, nàng ta xoay người rời đi. Chấm chấm chấm. Phía cuối bầu trời xa xăm, hơn 100 đạo kiếm quang xé rách tầng mây, hơn 100 luồng khí tức kiếm ý lớn mạnh chấn động đất trời. Đoạn sau có chữ trong hình mình xin bỏ qua. Chương 4171, các ngươi tới cũng nhanh thật đó. Lúc này, Lục Vân Tiên xuất hiện ở bên cạnh Diệp Huyên, y cười nói, đang nghĩ gì đó. Diệp Huyên trầm giọng nói, năm đó, tông chủ kiếm tông một người một kiếm đã ngăn được tộc âm linh. Lục Vân Tiên gật đầu, đúng vậy, kỳ thực, trận chiến đó toàn bộ đều dựa vào tông chủ. Nếu như không phải tông chủ đã chém giết toàn bộ cường giả siêu cấp của tộc âm linh, thì kiếm tông chúng ta khó mà chống lại được. Khả năng thôn vệ và khả năng đồng hóa của tộc này thực sự là quá khủng bố. Diệp Huyên nhìn về phía xa xăm, không biết đang nghĩ gì. Lục Vân Tiên đột nhiên nói, cứ như vậy xông đến tìm bọn họ sao? Diệp Huyên khẽ nói, chúng ta không có sự lựa chọn, bởi vì nếu như chúng ta không ngăn cản bọn họ. Bọn họ sẽ nhắm vào thế giới này. Lục Vân Tiên cười nói, cậu muốn bảo vệ thế giới này. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, ta muốn bảo vệ các bạn bè của ta. Phù Văn Tông, Thư viện Vạn Duy, Thiên Tộc, Phù Tộc, đây đều là những thứ mà Diệp Huyên không nỡ dứt bỏ. Lục Vân Tiên cười ha ha một tiếng, cậu thực sự rất giống ngài ấy, đều rất quan tâm đến những người bên cạnh mình. Diệp Huyên nhìn về phía Lục Vân Tiên, ngài ấy. Lục Vân Tiên gật đầu, chính là tông chủ. Diệp Huyên đang định nói thì lúc này, ở phía dưới đột nhiên vang lên vô số tiếng kêu thảm thiết. Diệp Huyên nhìn theo, hắn nhíu mày. Đó là tiếng của loài người. Vô số loài người đang bị tộc âm linh đồng hóa. Đúng lúc này, tất cả những kiếm tu trên bầu trời đột nhiên dừng lại. Bởi vì một cô gái áo vải đay đang ở cách trước mặt bọn họ một khoảng không xa. Người phụ nữ này chính là Quan Âm tộc trưởng của tộc âm linh. Quan Âm cười nói, các ngươi tới cũng nhanh thật đó. Diệp Huyên bước về phía Quan Âm, cười nói, ta nghe nói, sở dĩ lúc trước cô không ra mặt, là bởi vì cô gái váy trắng chưa rời đi.
Quan Âm gật đầu, phải. Sao, ngươi định đem cô ta ra để uy hiếp ta sao? Diệp Huyên cười nói, không, không, ta muốn nói với cô, mục tiêu của cô chẳng phải chính là muốn giết ta sao? Nào nào, giờ ta đang ở đây, nếu tộc âm linh của cô có bản lĩnh thì tới đây đi. Khóe miệng Quan Âm khẽ nhếch lên, như vậy thì sao, ta với người đấu một một. Diệp Huyên cười đáp, được thôi. Lục Vân Tiên bên cạnh Diệp Huyên đang định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Nếu Diệp Huyên bị đánh bại, thì đây chính là một đòn chí mạng đối với sĩ khí của kiếm tông. Có điều, y vẫn không nói ra, bởi vì lúc này mà ngăn cản Diệp Huyên, thì đồng nghĩa với việc cho rằng Diệp Huyên không thể đánh lại Quan Âm này, điều này càng ảnh hưởng đến sĩ khí. Xa xa, Diệp Huyên bước về phía Quan Âm, lòng bàn tay hắn xòe ra, trong tay là kiếm Thiên Chu. Chương 4172, Kiếm Vực. Quan Âm cười nói, tới đi. Diệp Huyên đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Xoẹt. Một tia sáng lạnh xẹt qua. Quan Âm nhẹ nhàng giơ bàn tay ngọc ngà về phía trước quét một vòng, không gian trước mặt ả ta trực tiếp bị nứt ra, một kiếm kia của Diệp Huyên trực tiếp đâm thẳng vào không gian đang nứt ra kia, mà đúng lúc này, sợi kiếm quang kia đột nhiên lại đâm đến trước mặt ả ta. Trong ánh mắt của Quan Âm lóe lên một tia kinh ngạc, người vậy mà lại có hiểu biết về không gian tường tận như vậy. Trong lúc nói, ả ta giơ tay lên kẹp lấy sợi kiếm quang kia, mà đúng lúc này, một luồng sức mạnh thần bí đột nhiên trấn áp xung quanh ả ta. Kiếm vực. Khoảnh khắc kiếm vực xuất hiện, hai mắt Quan Âm khẽ nheo lại, lúc này, trong ánh mắt của ả ta đã có nhiều hơn một tia ngưng trọng, tay trái của ả ta đột nhiên đập ra sau một cái. Ầm. Trong phút chốc, không gian nơi ả ta đang đứng trực tiếp hóa thành hư vô, mà lúc này, mấy đạo kiếm quang chém đến xung quanh ả ta. Xoẹt 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 xoẹt. Bốn đạo kiếm quang tựa như tia điện, trực tiếp chém nát khu vực nơi Quan Âm đang đứng. Mà Diệp Huyên thì đã lùi về vị trí ban đầu. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía Quan Âm đang đứng, lúc này, kiếm quang của hắn đột nhiên biến mất, ngay sau đó, một bóng dáng đột nhiên quét tới trước mặt hắn, nhanh đến nỗi mắt thường không nhìn thấy. Có điều đúng lúc này, một luồng sức mạnh thần bí đột nhiên xuất hiện ở xung quanh Diệp Huyên. Kiếm vực. Khoảnh khắc lúc kiếm vực xuất hiện, tốc độ của đạo dư ảnh kia liền trở nên chậm lại, lúc này, Diệp Huyên liền đâm ra một kiếm. Diệp Huyên không có phòng thủ quyền đấm kia của Quan Âm, hắn chỉ muốn lấy mạng đổi mạng. Có điều đúng lúc này, Quan Âm đột nhiên thu quyền, sau đó tung ra một quyền quét ngang qua. Ầm. Một kiếm đó của Diệp Huyên trực tiếp bị nện lệch đi, đồng thời, một quyền đấm từ tay phải của Quan Âm trực tiếp đập vào mặt Diệp Huyên. Mà đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên buông kiếm Thiên Chu ra, tay phải hắn tóm lấy tay trái vẫn chưa thu lại kia của Quan Âm, sau đó bổ mạnh về phía trước. Mà lúc này, quyền đấm của Quan Âm vừa hay đập trúng mặt Diệp Huyên. Ầm. Một tiếng nổ vang, cả Quan Âm và Diệp Huyên đồng thời lùi về phía sau, cả hai trong chốc lát đã bị đánh lùi về phía sau cả trăm trượng. Ở phía xa, sau khi Quan Âm dừng lại, ả ta khẽ đưa tay lên sờ mặt mình, khuôn mặt của ả ta vậy mà đã có chút biến dạng. Còn Diệp Huyên mặc dù đã chịu một quyền đấm này của ả ta, song lại bình an vô sự, không hề hấn gì, có điều, trên gương mặt hắn lại lộ vẻ ngưng trọng. Chương 4173, Tâm sinh mệnh. Bởi vì vừa rồi khi hắn đụng phải Quan Âm kia, một luồng sức mạnh thần bí đã lấy đi gần hết sức mạnh của hắn. Lúc này, đám người kiếm tu ở phía sau Diệp Huyên kia đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt bọn họ đều lộ vẻ vui mừng và an tâm. Vốn dĩ bọn họ còn có chút lo lắng, nhưng hiện giờ xem ra, vị thiếu tông chủ nhà mình cũng không hề đơn giản. Diệp Huyên đột nhiên cười nói, Quan cô nương, cô không phải là kiếm tu sao? Cô có thể dùng kiếm mà. Dùng kiếm. Trên sân, sắc mặt của ả ta trở nên có chút cổ quái. Hiện giờ ai mà không biết người biết nuốt kiếm chứ? Dùng kiếm. Lời này mà cũng thốt ra được. Xa xa, Quan Âm kia lắc đầu mỉm cười, Diệp công tử nói đùa rồi. Người có thể nuốt kiếm. Ta mà dùng kiếm chẳng phải là tự rước lấy nhục sao? Nói đoạn, ả ta chậm rãi bước về phía Diệp Huyên, ta không cần dùng kiếm cũng có thể giết chết ngươi.
Khoảnh khắc lời này vừa được thốt ra, ả ta đã xuất hiện ở cách trước mặt Diệp Huyên khoảng một trượng. Ả ta tung một quyền đấm về phía mặt của Diệp Huyên, quyền đấm này rất chậm, hư thực biến đổi thất thường, tạo cho người ta một loại cảm giác hư vô lúc ẩn lúc hiện. Hai mắt Diệp Huyên từ từ nhắm lại, hắn không dùng thân xác của bản thân để đỡ quyền đấm này, hắn có thể đỡ được, thế nhưng không làm ra loại chuyện vô nghĩa như vậy. Hơn nữa, quyền đấm này không đơn giản. Kiếm Thiên Chu trong tay Diệp Huyên đột nhiên hóa thành kiếm chấn hồn, ngay sau đó, hắn đâm ra một kiếm, chính vào lúc một kiếm này được đâm ra, một luồng sức mạnh thần bí trực tiếp bao phủ lấy Quan Âm. Kiếm vực. Hắn phát hiện ra rằng kiếm vực có tác dụng thần kỳ đối với loại cường giả siêu cấp này. Có thể trấn áp, khoảnh khắc kiếm vực xuất hiện, Quan Âm khẽ nhíu mày, nhưng ả ta không hề lui lại mà đấm thẳng một quyền vào đầu Diệp Huyên. Mà kiếm của Diệp Huyên cũng đã đâm về phía Quan Âm, nhưng đáng tiếc, quyền đấm lại nhanh hơn kiếm. Diệp Huyên ngay lập tức bị đánh lui về phía sau mấy chục trượng, có điều, Quan Âm kia cũng liên tiếp lùi về sau mấy chục trượng, khoảnh khắc lúc ả ta vừa dừng lại, một luồng sức mạnh linh hồn cực kỳ lớn mạnh trực tiếp bao phủ lấy ả ta. Nhất kiếm định hồn. Quan Âm khẽ chau mày, ả ta xòe lòng bàn tay ra, trên đỉnh đầu ả ta đột nhiên xuất hiện một đường ánh sáng màu trắng, mà phía trên đường ánh sáng màu trắng đó là một luồng sức mạnh linh hồn. Đường ánh sáng màu trắng này trực tiếp cản lực linh hồn kia lại. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất tại chỗ. Quan Âm nhìn về phía trước mặt, tay trái ả ta bỗng tung ra một quyền. Quyền đấm này trực tiếp đánh vào ngực Diệp Huyên, vô cùng thuận lợi, Diệp Huyên trực tiếp bị đánh lui về phía sau hàng trăm trượng, thế nhưng, ở chỗ cổ họng của Quan Âm đã có một khe nứt nhỏ. Đoạn sau có chữ trong hình mình xin bỏ qua. Chương 4174, thân thể bất tử. Đây là tâm sinh mệnh mà thiên đạo đã đưa cho hắn đang phát huy tác dụng. Chỉ cần Diệp Huyên không bị diệt gọn đến bị thương nặng, thân xác của hắn liền có thể tiếp tục hồi phục. Không chỉ vậy, bởi vì có kiếm thiên đạo, linh khí của chốn đất trời này đang không ngừng chảy về phía hắn. Nói một cách đơn giản, lúc Diệp Huyên chiến đấu, đồng nghĩa với việc có đất trời trợ giúp. Nhìn thấy cơ thể của Diệp Huyên phục hồi gần như ngay lập tức, đám người Lục Vân Tiên đang có mặt đều đã bị sốc. Thân xác mạnh như vậy. Nụ cười trên mặt Quan Âm kia cũng dần dần biến mất. À ta nhìn Diệp Huyên, ta biết thân xác của ngươi rất mạnh, nhưng không ngờ lại có thể mạnh như vậy. Không thể không nói, thân xác của Diệp Huyên đã nằm ngoài dự liệu của à ta, không chỉ mạnh mẽ mà còn có khả năng chữa lành, đây là kiếm tu sao? Đây là thể tu. Điều quan trọng nhất chính là ả ta cũng là kiếm tu, có thể nói, trong hoàn cảnh bình thường ả ta có thể dùng kiếm phá nát thân thể vô địch của Diệp Huyên, nhưng vấn đề là, cái tên trước mặt này lại biết nuốt kiếm. Thế này thì phải làm sao? Điểm mạnh nhất của ả ta ở trước mặt Diệp Huyên ngược lại đã trở thành điểm yếu nhất. Có thể nói, ả ta giao đấu với Diệp Huyên, là một sự thiệt thòi to lớn. Bởi vì rõ ràng thực lực của Diệp Huyên không mạnh bằng người phụ nữ kiếm tu kia, thế nhưng ả ta lại không làm gì được Diệp Huyên. Đau đầu. Diệp Huyên lúc này mới hoạt động cơ thể một chút, hắn nhìn về phía Quan Âm, cười nói, nào, tiếp tục. Dứt lời, hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, một đạo kiếm quang lóe lên, nơi mà kiếm quang lướt qua, không gian nổ tung từng tấc. Xa xa, mặt Quan Âm không chút cảm xúc. Trong lòng bàn tay ả ta đột nhiên ngưng tụ một khối khí màu đen, nhưng không có bất kỳ người nào phát hiện ra. Đúng lúc này, Diệp Huyên đã xuất hiện ở trước mặt ả ta, nhưng ả ta đột nhiên biến mất. Khoảnh khắc này, tốc độ của ả ta cực kỳ nhanh, có điều kiếm vực của Diệp Huyên lại một lần nữa xuất hiện. Kiếm vực trực tiếp chấn áp tốc độ của ả ta, thế nhưng ả ta vẫn đấm ra một quyền vào lồng ngực của Diệp Huyên. Một quyền đấm này trực tiếp đánh bay Diệp Huyên ra xa đến cả trăm trượng. Lúc Diệp Huyên vừa dừng lại, thì mặt của Lục Vân Tiên đang ở phía xa lập tức biến sắc, không hay rồi, là tử khí âm linh. Nói đoạn, y trực tiếp xông về phía Diệp Huyên, nhưng rất nhanh ngay sau đó y lại dừng lại. Tất cả mọi người đang có mặt đều sững sờ, bởi vì đám tử khí của âm linh ở phía trước ngực Diệp Huyên kia đang bị hắn hấp thu từng chút một. Thân thể bất tử. Sau khi thân thể bất tử của hắn được thiên đạo cường hóa, hắn đã là vạn tà bất xâm.
có thể nói hắn chính là khắc tinh của tử khí và âm khí. Chương 4175, tổ tông của kiếm tông là ai? Bởi vì đám cường giả mà hắn đã nuốt sống đều là tuyệt thế cường giả, thứ mà hắn tu luyện là công pháp của thiên đạo, vì thế, tử khí và âm khí đối với hắn mà nói, vốn chẳng thể gây ra bất kỳ uy hiếp nào với hắn cả. Ở phía xa, Quan Âm kia nhìn chằm chằm Diệp Huyên, một lúc sau, ả ta lắc đầu, ngươi như vậy có chút vô lại. Lúc này, Quan Âm thật sự không ngờ Diệp Huyên lại cắn nuốt cả tử khí của mình. Đây là quái vật gì vậy? Hắn là hố đen à? Cái gì cũng hút. Quan Âm thật sự có cảm giác không biết phải làm sao. Diệp Huyên này chính là thiên địch của ả ta. Những cao thủ kiếm tông đang có mặt cũng không ngờ Diệp Huyên có thể hấp thu cả tử khí. Sao hắn có thể làm được? Sắc mặt mấy người Lục Vân Tiên đều hơi kỳ lạ. Lúc này, vô số cao thủ của âm linh tộc đột nhiên xuất hiện sau lưng Quan Âm, vô số âm linh bao vây lấy mấy người Diệp Huyên. Những kiếm tu đang có mặt đưa mắt nhìn xung quanh, dù đối mặt với nhiều âm linh như thế, nhưng trên mặt bọn họ không hề có chút sợ hãi nào. Diệp Huyên nhìn Quan Âm, cười nói, không đấu tay đôi nữa à? Quan Âm lắc đầu, ta đổi ý rồi. Ta muốn đánh hội đồng. Dứt lời, ả ta nhìn những kiếm tu ở sau lưng Diệp Huyên, cười nói, ta phải thừa nhận chiến lực của bọn họ rất mạnh, nhưng không có kiếm trận của kiếm tông hỗ trợ, bọn họ cũng không tạo thành uy hiếp quá lớn với chúng ta. Diệp Huyên cười nói, vậy à? Quan Âm gật đầu, ngươi có thể thử. Diệp Huyên nhìn Quan Âm, hô to, gọi tổ tông. Gọi tổ tông. Nghe vậy, Quan Âm híp mắt lại, tay phải không nhịn được từ từ siết chặt. Sắc mặt mấy cao thủ âm linh tộc kia cũng thay đổi. Gọi tổ tông. Tổ tông của kiếm tông là ai? Chính là người đàn ông mặc áo xanh kia. Diệp Huyên muốn gọi tổ tông. Mấy người Lục Vân Tiên ở sau lưng Diệp Huyên hơi sửng sốt, gọi tổ tông. Bọn họ cũng muốn gọi tổ tông, nhưng bọn họ hoàn toàn không liên lạc được với người đàn ông áo xanh kia. Lúc này, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên trong người Diệp Huyên, một khắc sau, một thanh kiếm bay ra từ trong người hắn. Vụt. Chương 4176. Vì bọn họ thật sự sợ hãi. Kiếm cắt ngang chân trời. Khi nhìn thấy thanh kiếm kia, vô số cao thủ của âm linh tộc lập tức điên cuồng gào thét, bọn họ vừa gào vừa lùi lại, vô cùng sợ hãi. Kiếm của người đàn ông áo xanh. Rất nhiều cao thủ âm linh tộc còn sống từ năm đó nhận ra thanh kiếm này. Đây là kiếm của người đàn ông áo xanh. Lúc này, sắc mặt của Quan Âm cũng trở nên hơi khó coi. Người đàn ông áo xanh. Ả ta tự thầm hỏi. Bây giờ mình có thể đánh thắng người đàn ông áo xanh kia không? Rất rõ ràng là bây giờ chắc chắn ả ta không thể đánh thắng được. Đừng nói là bản thể của người đàn ông đó tới, dù chỉ là một phân thân, e rằng ả ta cũng không thể đối phó được. Một phân thân đã đủ khiến âm linh tộc bây giờ bị thiệt hại nặng nề một lần nữa. Vô số cao thủ của âm linh tộc vẫn đang gào thét, dù đang giận dữ, nhưng bọn họ vẫn không ngừng lùi lại. Một người một kiếm năm đó đã tạo thành nỗi sợ cho bọn họ, cả đời khó quên. Mà mấy kiếm tu của kiếm tông cũng hơi sửng sốt. Tiểu sư đệ này thật sự có thể gọi tổ tông à? Lúc này, kể cả Lục Vân Tiên và lão cổ cũng hơi nghi ngờ. Diệp Huyên trên không trung giơ tay lên, thanh kiếm kia xuất hiện trong tay hắn, hắn chĩa trường kiếm về phía Quan Âm, không phải ngươi muốn đánh hội đồng à? Ngươi tới đi. Sư tổ kiếm tông ta một mình đấu với cả tộc của ngươi. Quan Âm nhìn Diệp Huyên, theo ta biết, hắn không có ở giới này. Diệp Huyên cười, vậy sao? Quan Âm quát, giết. Rõ ràng ả ta không bị Diệp Huyên hù dọa. Nhưng cao thủ âm linh tộc sau lưng ả ta lại không ai dám nhúc nhích. Vì bọn họ thật sự sợ hãi. Năm đó người đàn ông kia suýt tiêu diệt cả âm linh tộc đấy. Quan Âm xoay người nhìn về phía mấy cao thủ của âm linh tộc, gần giọng nói, chẳng lẽ tộc ta phải sống trong sợ hãi cả đời sao? Sắc mặt của mấy cao thủ âm linh tộc hơi khó coi. Lúc này, một ông lão của âm linh tộc đột nhiên đứng dậy, ông ta nhìn Diệp Huyên,
khẽ nói, lão phu thì rất muốn gặp vị kiếm tu kia. Nói xong, ông ta đi về phía Diệp Huyên. Chương 4177. Sẽ ảnh hưởng đến tâm trí con người. Thấy ông lão tiến lên, vô số cao thủ âm linh tộc thoáng chốc dừng lại, không lùi tiếp nữa, còn có một vài cao thủ tiến lên theo ông lão. Lúc này, trong mắt những cao thủ của âm linh tộc đều mang theo ý liều mạng. Thanh kiếm kia chẳng những không khiến bọn họ sợ, ngược lại còn cho bọn họ dũng khí để liều mạng đánh một trận. Diệp Huyên ở phía xa nheo mắt lại, hình như muốn chơi lớn rồi. Lúc này, kiếm trong tay hắn đột nhiên không ngừng rung lên, một khắc sau, tiếng kiếm reo chấn động khắp đất trời xuất hiện, sau đó, một hư ảnh đỏ như máu đột nhiên xuất hiện trên đầu Diệp Huyên. Thấy hư ảnh đỏ như máu này, những kiếm tu đang có mặt thoáng chốc sửng sốt, một khắc sau, vô số người tỏ vẻ vui mừng khôn xiết. Kiếm linh. Đây là kiếm linh của tổ sư kiếm tông. Những cao thủ của âm linh tộc đều sửng sốt. Trong mắt bọn họ lộ vẻ sợ hãi, ông lão đi đầu cũng ngây người, trong mắt ông ta đầy vẻ sợ hãi. Cả Diệp Huyên cũng ngơ ngác. Kiếm này có kiếm linh. Vẫn còn sống. Hắn nhìn kiếm linh cả người đỏ như máu kia, nét mặt hơi kỳ lạ. Vì hắn phát hiện hơi thở trên thanh kiếm này rất giống với hơi thở huyết mạch của hắn. Kiếm linh đột nhiên biến mất. Quan Âm ở phía xa tiến lên một bước, đánh ra một quyền. Ầm. Dưới một kiếm kia, Quan Âm thoáng chốc lùi xa mấy trăm trượng, lúc này, chân trời đã biến thành một biển máu. Xung quanh, vô số cao thủ âm linh tộc liên tục lùi về sau, cả những cao thủ kiếm tông kia cũng thể, vì hơi thở hung ác trong biển máu kia quá mạnh mẽ. Sẽ ảnh hưởng đến tâm trí con người. Còn Diệp Huyên thì vẫn ổn. Hắn là người ít chịu ảnh hưởng nhất. Đối diện kiếm linh, sau khi dừng lại, giữa chân mày Quan Âm xuất hiện một vết kiếm, không sâu không cạn, vừa khéo chảy ra. Quan Âm mở lòng bàn tay ra, một thanh kiếm xuất hiện trong tay ả ta, một khắc sau, ả ta cầm kiếm bay lên cao, chém thẳng về phía kiếm linh. Lúc này, kiếm linh đột nhiên xuất hiện trong tay Diệp Huyên ngây người, sau đó hắn chợt cầm kiếm chém về phía chân trời. Vụt. Một kiếm chém ra, kiếm khí màu máu lập tức bay ra. Oanh. Quan Âm lập tức lùi lại cả nghìn trượng, mà kiếm khí vẫn chưa biến mất, một kiếm tung hoành mấy vạn dặm. Đoạn sau có chữ trong hình mình xin bỏ qua. Chương 4178. Thiên địa run rẩy. Khi nãy chém một kiếm ra, ít nhất có thể giết chết mấy chục nghìn cao thủ âm linh tộc. Cách đó không xa. Những cao thủ kiếm tông trố mắt nhìn nhau. Uy lực một kiếm này của Diệp Huyên hơi đáng sợ đó. Phía xa, Quan Âm nhìn Diệp Huyên, trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên, ả ta không ngờ một kiếm này của Diệp Huyên lại mạnh như thế. Là vì kiếm. Quan Âm nhìn thanh kiếm trong tay Diệp Huyên, ả ta biết, uy lực một kiếm của Diệp Huyên khi nãy tạo ra là của thanh kiếm này. Lúc này, Diệp Huyên hô to, giết. Giết. Lúc này, Quan Âm bị một kiếm của hắn đẩy lui, cộng thêm tên tuổi của sư tổ kiếm tông, âm linh tộc bây giờ không có chút khí thế nào cả. Đây là thời cơ tốt nhất để ra tay. Dù ít người, nhưng kiếm tu bên phía hắn đánh nhau rất giỏi. Lúc nghe thấy lời của Diệp Huyên, hơn 100 kiếm tu lập tức lao lên, hơn 100 kiếm tu siêu cấp ra tay, tiếng kiếm reo lập tức chấn động khắp thiên địa. Diệp Huyên là người xông lên đầu tiên. Mục tiêu của hắn chính là Quan Âm, người phụ nữ này quá mạnh, nếu không khống chế được ả ta, kiếm tu của kiếm tông sẽ không thể ngăn cản được ả ta. Nhìn thấy Diệp Huyên lao tới, Quan Âm lạnh lùng quát, giết. Dứt lời, ả ta xông lên đầu tiên. Sau khi Quan Âm xông ra, mấy cao thủ âm linh tộc phía sau cũng theo đuôi ả ta. Quan Âm vẫn luôn rất có tiếng nói ở âm linh tộc. Chủ yếu mọi người đều hiểu. Vào thời điểm này, ai rút lui đều sẽ có kết cục thê thảm. Diệp Huyên lao tới trước mặt Quan Âm, chém xuống một kiếm. Xoẹt. Một tia kiếm quang đỏ như máu xuất hiện, Quan Âm không sử dụng kiếm, vì dùng kiếm với Diệp Huyên chẳng có ý nghĩa gì cả. Lúc Quan Âm lao tới, ả ta thoáng chốc trở nên hư ảo, mà khi đó, một lực lượng thần bí chợt bao phủ lấy ả ta. Kiếm vực. Lúc này,
Trong mắt Quan Âm lộ vẻ dữ tợn, ả ta giẫm chân phải một cái. Ầm. Thiên địa run rẩy. Sắc mặt Diệp Huyên thoáng chốc tái đi, lúc này, Quan Âm đánh một quyền về phía Diệp Huyên, cú đấm này là muốn xuyên qua kiếm vực đánh trúng Diệp Huyên. Ả ta muốn hủy diệt cả Diệp Huyên và kiếm vực. Diệp Huyên cũng không tránh đi, hắn chém một kiếm về phía Quan Âm. Một kiếm này, đừng nói là Quan Âm, dù là hắn cũng không đỡ được. Chương 4179. Diệp Huyên này rõ ràng là khác ả ta. Vì thanh kiếm trong tay hắn lúc này là kiếm của người đàn ông áo xanh, hơn nữa còn có kiếm linh còn sống. Thực lực của kiếm linh vốn không thua Quan Âm, nhưng uy lực của nó vẫn cần có kiếm tu mới hoàn toàn phát huy được. Đối mặt với một kiếm này, Quan Âm không chút do dự rụt tay về, sau đó đánh lên thân kiếm trong tay Diệp Huyên bằng một góc độ kỳ lạ. Oanh! Một kiếm bị lệch hướng, lúc này, Quan Âm lại thừa thế đấm về phía ngực Diệp Huyên, cú đấm này khiến không gian xung quanh thoáng chốc nứt ra. Nhưng Diệp Huyên lại không hề sợ hãi, vào khoảnh khắc chiêu kiếm bị đánh lệch, hắn lập tức buông kiếm ra, sau đó đấm một quyền về phía ngực của Quan Âm. Dùng quyền đối quyền. Oanh! Sau một tiếng nổ, Diệp Huyên và Quan Âm lập tức lùi về sau, mà vào lúc lùi lại, thanh kiếm đỏ như máu kia lại chém về phía Quan Âm. Thấy cảnh này, sắc mặt Quan Âm lập tức thay đổi, kiếm này tấn công mình. Cái gì vậy? Ả ta cũng không kịp nghĩ nhiều, giơ hai tay chặn trên đầu. Ầm. Huyết quang bắn ra, Quan Âm lại lùi xa mấy trăm trượng, hơn nữa, trên người ả ta còn có mấy vết kiếm màu máu. Mà thanh kiếm kia đã trở về trong tay Diệp Huyên. Đây là một thanh kiếm có suy nghĩ. Diệp Huyên nhìn huyết kiếm trong tay, lúc này, hắn chợt phát hiện thanh kiếm này rất đáng sợ. Kiếm chấn hồn cũng có linh, nhưng nó không có chiến lực mạnh như thế, có thể nói kiếm chấn hồn chỉ là kiếm, còn thanh kiếm hắn đang cầm trong tay lúc này đã không chỉ là kiếm nữa, có thể nói nó là một kiếm tu. Một thanh kiếm hiểu kiếm đạo. Sắc mặt Quan Âm ở phía xa dần trở nên u ám, ả ta phát hiện. Khi nãy dù đỡ một quyền của mình, nhưng Diệp Huyên vẫn không sao cả. Ả ta có ba chiêu giết người, đầu tiên là áp chế cảnh giới, nhưng áp chế cảnh giới lại bị Diệp Huyên phá giải. Chiêu thứ hai là kiếm, có thể nói sau khi cô gái váy trắng rời đi, ở thế giới này, ả ta chính là người đứng đầu trong kiếm đạo. Nhưng Diệp Huyên lại có thể nuốt kiếm. Chiêu thứ ba chính là tử khí, nhưng Diệp Huyên cũng có thể nuốt cả tử khí. Diệp Huyên này rõ ràng là khác ả ta. Như nghĩ đến điều gì, Quan Âm đột nhiên ngẩng đầu, ả ta nhìn về phía sâu trong tinh không, nhanh chóng nhìn thấy một bóng trắng. Thiên đạo của ngũ duy. Đoạn sau có chữ trong hình mình xin bỏ qua. Chương 4180. Xuất kiếm. Chân trời, âm linh tộc và kiếm tu của kiếm tông vẫn còn đang đại chiến. Bên phía kiếm tông dù ít người, nhưng chiến lực của bọn họ thật sự quá đáng sợ. Mỗi một vị kiếm tu thật sự có thể một đấu trăm. Nhưng cao thủ âm linh tộc thật sự quá đông. Vì thế, kiếm tông cũng không chiếm được lợi thế. Quan Âm không ra tay, vì ả ta biết mình không làm gì được Diệp Huyên này. Không chỉ ả ta, âm linh tộc cũng không có ai có thể làm gì được Diệp Huyên. Hắn có thể nuốt chửng tử khí. Diệp Huyên nhìn xung quanh, dù biết những kiếm tu này rất mạnh, nhưng lúc này khi nhìn thấy chiến lực của bọn họ, hắn vẫn hơi khiếp sợ. Những kiếm tu này quá đáng sợ. Nếu không phải người của âm linh tộc người đông thế mạnh, kiếm tông thật sự có thể áp đảo âm linh tộc. Quá đông. Diệp Huyên nhìn về phía Quan Âm, lúc này, Quan Âm chợt nói âm linh tử trận. Ả ta vừa dứt lời, bốn ông lão mặc áo bào đen chợt xuất hiện sau lưng ả ta. Bốn ông lão nhanh chóng đọc thầm, dần dần, vô số hư ảnh đột nhiên xuất hiện trên đầu bọn họ, những hư ảnh này một hơi thở vô cùng tà ác. Khi nhìn thấy những hư ảnh này, Diệp Huyên cau mày, hắn nhìn về phía Lục Vân Tiên, Lục Vân Tiên lên tiếng, tụ. Dứt lời, hơn 100 tia kiếm quang lập tức tụ lại, tất cả kiếm tu lưng tựa lưng, ở xung quanh bọn họ ngoài âm linh tộc vô cùng vô tận còn có vô số hư ảnh, những hư ảnh này rải rác khắp chân trời. Khiến chân trời như biến thành địa ngục. Lục Vân Tiên lại nói, kiếm trận. Y vừa nói xong,
hơn 100 kiếm tu tay cầm trường kiếm chĩa thẳng vào tinh không. Ong! Hơn 100 tiếng kiếm reo vang vọng đến tận tinh không, chấn động cả vũ trụ. Cùng lúc đó, hơn 100 tia kiếm ý mạnh mẽ tựa như lưỡi đao càn quét khắp xung quanh, những cao thủ âm linh tộc ở gần đều bị giết chết. Thấy thế, Quan Âm híp mắt lại, lúc này, trong lòng ả ta cũng hơi khiếp sợ. Chiến lực của những kiếm tu này còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng của ả ta nữa. Lúc này, Lục Vân Tiên lại lên tiếng, xuất kiếm. Xuất kiếm. Hơn 100 người cũng lên tiếng theo, một khắc sau, hơn 100 tia kiếm quang bay lên, chém thẳng về phía những hư ảnh kia. Lúc này, những hư ảnh đó cũng lao về phía những kiếm tu kia. Phụt 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 phụt. Chương 4181. Những kiếm tu này có vấn đề à? Trong nháy mắt, những hư ảnh đó đều bị chém nát, hơn 100 tia kiếm quang vẫn di chuyển trong không trung, chém vào những cao thủ âm linh tộc kia. Vẻ mặt Quan Âm không chút cảm xúc, vong linh. Ả ta vừa dứt lời, bốn ông lão áo đen phía sau lập tức giơ hai tay lên, một lỗ hổng không gian xuất hiện trên đầu bọn họ, một khắc sau, một vài vong linh tay cầm lưỡi hái xông lên. Những vong linh này lao thẳng về phía những kiếm quang kia. Phụt 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 phụt. Trong nháy mắt, vô số kiếm quang bắt đầu vỡ nát. Diệp Huyên ở phía xa hơi nhíu mày, những vong linh này cũng mạnh đấy. Mấy người Lục Vân Tiên đang muốn tiếp tục ra tay thì Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ. Diệp Huyên nhìn những vong linh kia, hắn mở tay ra, kiếm chấn hồn xuất hiện, thấy cảnh này, sắc mặt Quan Âm lập tức thay đổi, rút lui. Nhưng ả ta vừa nói xong, kiếm chấn hồn trong tay Diệp Huyên đã bay ra. Trong nháy mắt, những vong linh vừa xuất hiện kia đều bị hấp thu hết. Oanh! Kiếm chấn hồn rung lên, một lực lượng linh hồn mạnh mẽ bay lên trời, bay thẳng vào trong tinh không. Lúc này, tất cả mọi người đều hơi khiếp sợ. Ngay cả Diệp Huyên cũng giật mình, những vong linh kiếm chấn hồn hấp thụ lần này không đơn giản chút nào. Ong! Lúc này, kiếm chấn hồn lại rung lên một lần nữa, lại một lực lượng linh hồn bay ra. Diệp Huyên ngây người, một khắc sau, hắn vui mừng khôn xiết. Kiếm chấn hồn sắp đột phá. Diệp Huyên nhìn về phía Quan Âm, chân thành nói, đa tạ. Mọi người. Quan Âm nhìn Diệp Huyên với nét mặt khó coi. Diệp Huyên cười nói, Quan cô nương, bây giờ chúng ta có thể thương lượng không? Quan Âm cười, thương lượng cái gì, tại sao ta phải thương lượng? Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Lục Vân Tiên, giết bọn họ. Mọi người đừng nương tay, giết một người không lỗ, giết hai người là lãi rồi. Nói xong, hắn lao về phía Quan Âm. Lục Vân Tiên hơi sửng sốt, sau đó, y lắc đầu cười khẽ, thật là một kẻ nóng nảy. Nói xong, y cũng xông lên. Hơn 100 kiếm tu nói ra tay là ra tay, khiến những cao thủ của âm linh tộc không kịp phản ứng. Những kiếm tu này có vấn đề à? Hung hăng thế. Quan Âm nhìn những kiếm tu đang lao tới kia, nét mặt dần trở nên dữ tợn, giết. Chương 4182. Chính là kiếm thiên chu. Lúc này, âm linh tộc không thể lùi bước được. Lùi bước khí thế sẽ yếu đi, sẽ bị thừa thắng xông lên. Như vậy âm linh tộc sẽ càng bất lợi hơn. Sau khi nghe thấy lời của Quan Âm, những cao thủ âm linh tộc kia lại xông về phía mấy người Lục Vân Tiên. Lúc này, Diệp Huyên đã lao tới trước mặt Quan Âm, nhưng Quan Âm cũng không ra tay mà là lùi về mười mấy trượng. Cùng lúc đó, hai ông lão của âm linh tộc chặn trước mặt Diệp Huyên, còn Quan Âm thì lao về phía mấy người Lục Vân Tiên. Thấy cảnh này, Diệp Huyên cau mày, hắn có thể ngăn cản Quan Âm, nhưng mấy người Lục Vân Tiên thì chưa chắc. Có thể nói kiếm của người phụ nữ này mạnh hơn tất cả kiếm tu ở đây. Diệp Huyên đang muốn đuổi theo Quan Âm thì bị hai cao thủ của âm linh tộc chặn lại. Diệp Huyên chém ra một kiếm. Xoẹt. Kiếm quang màu máu xuất hiện. Hai cao thủ âm linh tộc lập tức bị đánh lùi, mà một khắc sau, hai người lại xuất hiện trước mặt Diệp Huyên một lần nữa. Diệp Huyên nhíu mày, giơ kiếm chém xuống. Oanh oanh. Theo hai tiếng nổ, hai cao thủ âm linh tộc kia lại bị đánh lui một lần nữa.
hai người không thể đánh thắng được Diệp Huyên đang cầm huyết kiếm, nhưng hai người cũng không liều mạng, cứ giữ chân hắn như thế. Phía xa, sau khi Quan Âm tham gia, bên phía kiếm tông lập tức bị áp đảo. Vì không ai có thể chống lại Quan Âm cầm kiếm. Thấy thế, có mấy người nhíu chặt mày, nếu còn tiếp tục như thế, bên phía kiếm tông sẽ càng bất lợi hơn, thậm chí là có người chết. Từ khi bắt đầu đến giờ, bên phía kiếm tông không có ai chết cả. Những kiếm tu này đều không hề tầm thường. Nhưng bây giờ có Quan Âm nhúng tay vào, Diệp Huyên biết ả ta có thể giết người. Lúc này, kiếm trong tay hắn chợt không ngừng rung lên, sau đó biến thành hư ảnh xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Huyên nhìn kiếm linh trước mặt, ông. Hư ảnh lên tiếng, ta ngăn cản hai người này giúp ngươi. Diệp Huyên chớp mắt, ông chắc chứ? Hư ảnh mở lòng bàn tay ra, đến đây. Dứt lời, một thanh kiếm đột nhiên bay ra từ trong người Diệp Huyên. Chính là kiếm Thiên Chu. Đoạn sau có chữ trong hình mình xin bỏ qua. Chương 4183, còn chưa chịu ra tay à? Thanh kiếm này, thật thú vị. Diệp Huyên không nghĩ nhiều mà xoay người lao về phía Quan Âm. Quan Âm đang ra tay như cảm nhận được điều gì, ả ta chợt xoay người đâm một kiếm về phía Diệp Huyên, mà Diệp Huyên thì không hề tránh né, mặc cho ả ta đâm kiếm vào bụng mình, gần như cùng lúc đó, hắn cũng đánh một quyền lên đầu ả ta. Một quyền đánh vào không khí, vì Quan Âm đã lùi lại cả trăm trượng. Sau khi dừng lại, ả ta nhìn về phía bụng Diệp Huyên, lúc này, kiếm của ả ta đang dần biến mất. Thấy cảnh này, Quan Âm nhíu chặt mày. Nuốt chửng kiếm. Đây là thể chất gì vậy? Ả ta chưa từng gặp thể chất có thể nuốt chửng mọi thứ thế này. Có thể nói khi đối mặt với kiếm tu, Diệp Huyên vốn bất bại. Quan trọng nhất là người này chẳng những có thể nuốt chửng kiếm, mà còn có thể nuốt chửng tử khí nữa. Có gì hắn không thể nuốt chửng không? Lúc này, như nghĩ đến điều gì, Quan Âm quay đầu nhìn về phía xa, khi nhìn thấy kiếm linh kia cầm kiếm chém người, nét mặt ả ta lập tức trở nên kỳ lạ. Kiếm cầm kiếm. Hình ảnh này hơi kỳ lạ. Lúc này, xung quanh chợt vang lên những tiếng kêu thảm thiết của cao thủ âm linh tộc. Sau khi không có Quan Âm kiềm chế, những kiếm tu kia càng giết càng hăng, dù ít người, nhưng khí thế lại áp đảo những cao thủ của âm linh tộc. Thấy cảnh này, Quan Âm từ từ siết chặt tay, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, Quan cô nương, người muốn dùng lá bài tẩy gì sao? Quan Âm nhìn Diệp Huyên cười nói, dùng đi. Ta cũng muốn dùng lá bài tẩy. Quan Âm cười, ngươi là muốn dọa ta à? Diệp Huyên lắc đầu, ngươi lợi hại thế, sao ta dọa được ngươi chứ? Quan Âm nhìn Diệp Huyên, đâu, để ta xem thử ngươi còn lá bài tẩy gì. Nói xong, ả ta chợt ngẩng đầu nhìn lên chân trời, còn chưa chịu ra tay à? Ả ta vừa dứt lời, một hơi thở mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện ở chân trời, chẳng mấy chốc, một người đàn ông xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Người tới chính là điện chủ võ thượng hành của thượng giới. Sau lưng ông ta còn có 6 cao thủ phá hư cảnh đỉnh cao. Đây là mấy cao thủ phá hư cảnh cuối cùng của bọn họ. Võ thượng hành nhìn Quan Âm, trầm giọng nói, Quan cô nương, ta xin nói thẳng, cô gái váy trắng kia đã rời đi, bây giờ là thời cơ tốt nhất để giết hắn. Chương 4184, chân trời chợt trở nên yên tĩnh. Ông ta biết. Chắc chắn người phụ nữ này có lá bài tẩy. Không có lá bài tẩy sao có thể áp chế được A-la, thiên đạo và tiểu đạo được. Quan Âm cười nói, võ điện chủ, bây giờ chỉ muốn ông góp chút sức cũng không được sao. Võ thương hành lắc đầu, quan cô nương, ta không có ý gì, chỉ muốn nói với quan cô nương bây giờ là thời điểm tốt nhất để chúng ta giết hắn. Người này. Nói đến đây. Ông ta chỉ Diệp Huyên đang nuốt chửng kiếm ở phía xa, người này rất yêu nghiệt, nếu không dốc hết sức giết chết hắn, hậu họa sẽ rất khó lường. Ông ta rất kích động, từ khi thượng giới quyết định muốn cướp thư phòng, thượng giới thật sự quá thê thảm. Đặc biệt là sau khi bị tiểu đạo gài bẫy, thượng giới đã bị tổn thương nguyên khí nặng nề, ngay cả tư cách lên tiếng ở Lục Duy cũng không có. Đương nhiên ông ta không biết thật ra Lục Duy cũng rất thê thảm.
Quan Âm im lặng suy nghĩ một lát rồi nói, người của ta sắp tới rồi. Chỉ cần đến, hắn sẽ chết chắc. Nghe vậy, Võ Thương Hành thoáng sửng sốt, sau đó, ông ta gật đầu nhìn về phía Diệp Huyên, lập tức muốn ra tay, lúc này, Diệp Huyên đột nhiên lên tiếng, khoan đã khoan đã. Võ Thương Hành và Quan Âm nhìn Diệp Huyên cười nói, hai vị, dù sao bây giờ hai người cũng không thể đánh chết ta, không bằng thế này đi, chúng ta tạm thời dừng tay, ngươi đợi người của mình tới, đợi người của ngươi đến rồi, các ngươi lại ra tay, thấy sao? Quan Âm nhìn Diệp Huyên, ngươi tự tin thế à? Diệp Huyên cười nói, ngươi gọi người, ta cũng gọi người, chúng ta cùng nhau gọi. Quan Âm cười nói, được thôi, vậy thì đợi một lát. Nói xong, cao thủ âm linh tộc và những kiếm tu khác đồng thời dừng tay. Diệp Huyên nhìn Quan Âm, trong mắt Quan Âm tràn đầy ý cười, như có chỗ dựa rồi vậy. Diệp Huyên từ từ nhắm mắt lại, nói trong bụng, Tiểu Linh Nhi, cái hộp kia vẫn còn chứ? Tiểu Linh Nhi đáp, vẫn còn. Diệp Huyên nói, được, lát nữa muội nghe lời ta. Ta bảo muội ra ngoài thì muội ra ngoài, sau đó mở cái hộp ra. Tiểu Linh Nhi hơi do dự, sau đó nói, hình như nàng không giỏi đánh nhau lắm. Diệp Huyên đáp, không sao. Không phải nàng nói nàng biết gọi người à? Chúng ta thả nàng ra để nàng gọi người. Tiểu Linh Nhi. Chân trời chợt trở nên yên tĩnh. Hai bên đều dừng chiến. Đều muốn gọi người. Chương 4185. Kiếm vẫn không đáp lại. Không thể không nói, tình cảnh này hơi kỳ lạ. Cường giả âm linh tộc xung quanh bao vây lấy mấy người Diệp Huyên, rõ ràng là sợ bọn họ chạy mất. Lúc này, Lục Vân Tiên đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, y nhìn đám người Quan Âm phía xa, chúng ta dẫn cậu chạy. Y biết rõ bọn họ bây giờ đang trong hoàn cảnh xấu. Vì âm linh tộc thật sự quá đông người. Nếu đánh lâu dài, Kiếm Tông hoàn toàn không chịu được, đương nhiên nếu Kiếm Tông chọn cá chết lưới rách, âm linh tộc cũng sẽ thiệt hại nặng nề. Cũng vì thế, âm linh tộc mới không ra tay nữa. Nếu tiếp tục đánh như thế, thì hai bên sẽ cùng có hại. Âm linh tộc có thể thắng, nhưng cũng sẽ thê thảm. Nghe thấy lời của Lục Vân Tiên, Diệp Huyên lắc đầu. Hắn biết bọn họ không thể trốn, cũng không có đường lui. Dù có thể trốn thoát, thì hư vô duy độ phải làm sao? Bên bọn họ đang rất bị động. Hắn chỉ có thể chọn tiếp tục chiến đấu với âm linh tộc. Lúc này, Quan Âm đột nhiên cười nói, theo ta biết, hình như ngươi không gọi được ai nữa cả. Diệp Huyên nhìn về phía Quan Âm, chắc chứ? Quan Âm gật đầu, nếu ngươi muốn gọi thiên đạo, A-la hay tiểu đạo kia, ta có thể cho ngươi biết chắc chắn bọn họ sẽ không đến. Dù có đến cũng không có chút ý nghĩa nào cả. Diệp Huyên chợt nói, ngươi đang sợ à? Quan Âm nhìn Diệp Huyên, ta sợ cái gì? Diệp Huyên cười nói, ngươi không sợ sao? Quan Âm cười nói, không, ta chỉ thấy tò mò, không biết vũ trụ này sẽ còn có cường giả nào xuất hiện nữa. Diệp Huyên im lặng. Lúc này thật ra trong lòng hắn cũng hơi lo lắng, nhóc màu trắng đó có đáng tin không thế? Hơn nữa, Quan Âm này sẽ gọi ai? Lúc này, Thanh Huyết Kiếm bay đến trước mặt Diệp Huyên, Diệp Huyên nhìn nó, người có thể liên lạc với y không? Y trong lời Diệp Huyên đương nhiên là người đàn ông áo xanh. Kiếm không trả lời. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó lại hỏi, tiền bối, người có thể liên lạc với y không? Kiếm vẫn không đáp lại. Diệp Huyên không nói nữa. Như nghĩ đến điều gì? Diệp Huyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, hắn bắt đầu liên lạc với A-La và Tiểu Đạo, nhưng hai cô gái đều không trả lời. Xảy ra chuyện rồi. Đoạn sau có chữ trong hình mình xin bỏ qua. Chương 4186. Kết quả là thượng giới suýt bị tiêu diệt. Hắn biết chắc chắn A-La và Tiểu Đạo đã bị cường giả của âm linh tộc kiểm soát rồi. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên lại ngẩng đầu nhìn về phía tinh không. Thiên đạo đâu? Như đọc được suy nghĩ của Diệp Huyên, Quan Âm cười nói, đang lo cho thiên đạo à? Diệp Huyên nhìn ả ta biết chắc chắn ngươi đã phái người kiềm chế nàng rồi. Quan Âm cười nói, đúng thế, cho nên ta rất tò mò, không biết ngươi sẽ gọi ai đây?
Diệp Huyên nhìn Quan Âm, ngươi đi tìm Thiên Đạo rồi. Quan Âm cười, không được à. Diệp Huyên vội lắc đầu, được chứ được chứ. Tìm Thiên Đạo. Nét mặt Diệp Huyên hơi kỳ lạ. Mẹ kiếp, hắn đã biết người phụ nữ này đáng sợ đến mức nào rồi. Tuyệt đối đừng đánh giá thấp Thiên Đạo. Hắn ở cùng người phụ nữ kia lâu như vậy, nhưng hắn lại chưa từng nhìn thấu nàng ta, hắn chỉ biết là đừng có ý đồ xấu với nàng ta là được. Người này mà dở thủ đoạn thật sự rất đáng sợ. Võ điện chủ của thượng giới ở phía xa muốn nói lại thôi. Ông ta ngày càng thấy sợ Thiên Đạo hơn. Người phụ nữ này không giống với Thiên Đạo của Lục Duy, Thiên Đạo của Lục Duy bình thường hơn một chút, còn người phụ nữ này không bình thường chút nào. Ngoài mặt thì thường cười vui vẻ, nhưng thật ra lại là một con người nham hiểm. Nàng ta và cô gái váy trắng bất phân thắng bại. Cô gái váy trắng chỉ là quy nguyên phá giới cảnh. Lời này là nàng ta nói. Mà bọn họ lại tin. Cũng may lúc trước bọn họ không phái tất cả mọi người đi tìm cô gái váy trắng, nếu không thượng giới đã bị tiêu diệt hết rồi. Lúc nghe thấy Quan Âm đi tìm người phụ nữ kia, trong lòng ông ta dâng lên cảm giác bất an. Bao vây người phụ nữ kia. Lúc đầu thượng giới bọn họ cũng cho là thế, nhưng kết quả thì sao? Kết quả là thượng giới suýt bị tiêu diệt. Nhưng ông ta vẫn không nói gì, vì tộc trưởng âm linh tộc trước mắt cũng không giống một kẻ ngốc, chắc chắn đối phương sẽ không khinh thường Thiên Đạo. Lúc này, Quan Âm lại nói, không thể không nói là ta đánh giá thấp nàng ta rồi, nếu ta đoán không lầm. Thể chất kỳ lạ của ngươi cũng có nàng ta nhúng tay vào, đúng không? Chương 4187, người phụ nữ như một câu đố này. Diệp Huyên nhìn Quan Âm, ta nhớ tiểu đạo cô nương từng nói âm linh tộc các ngươi bị đuổi đi. Quan Âm cười nói, ngươi biết nhiều thật. Diệp Huyên hơi tò mò, Quan cô nương, ta rất tò mò, rốt cuộc các ngươi đến từ đâu thế? Quan Âm lắc đầu cười khẽ, ngươi muốn hỏi chúng ta sẽ gọi ai đến, đúng không? Dứt lời, ả ta bước chậm về phía Diệp Huyên, xem ra ngươi cũng có hơi không tự tin rồi. Diệp Huyên cười nói, thật ra ta muốn đấu tay đôi với ngươi hơn, chúng ta một chọi một, nếu ta thua, kiếm tông sẽ rút lui, ngũ duy là của âm linh tộc các ngươi, nếu ngươi thua, âm linh tộc các ngươi phải rút lui. Quan Âm nhìn Diệp Huyên, ngươi không cảm thấy mình rất vô liêm sỉ à? Không bằng thế này đi, ngoài ngươi, ta chọn bừa một người ra đấu tay đôi với ta. Diệp Huyên im lặng. Ngoài hắn, e rằng cả vũ trụ ngũ duy chỉ có mỗi Thiên Đạo có thể đánh thắng người phụ nữ này thôi. Kiếm đạo của A-La không thua Quan Âm, nhưng cảnh giới của nàng ta không bằng Quan Âm. Đây là lấy đá chọi đá. Còn tiểu đạo, thực lực của nàng bây giờ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, chắc chắn cũng không đánh lại người phụ nữ này. Nếu thực lực của nàng ta hoàn toàn hồi phục, chắc chắn người phụ nữ này đánh không lại tiểu đạo. Chỉ còn lại Thiên Đạo. Người phụ nữ như một câu đố này. Lúc này, Quan Âm đột nhiên quay đầu nhìn về phía chân trời, ánh mắt nàng ta xuyên qua tinh hà, Thiên Đạo, không phải ngươi muốn bảo vệ vũ trụ này sao? Có dám tới đánh với ta một trận không? Sâu trong tinh không xa xôi, Thiên Đạo đang nướng cá đột nhiên dừng lại, nàng ta vội vàng lắc đầu, không không, ta không đánh lại ngươi, ngươi lợi hại nhất. Quan Âm híp mắt lại, sợ hãi thế à? Thiên Đạo cười nói, không phải các ngươi muốn đấu gọi người à? Các ngươi vẫn nên gọi người đi. Quan Âm thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Diệp Huyên, xem ra chúng ta chỉ có thể so gọi người thôi. Diệp Huyên gật đầu, nếu ngươi đã muốn thế vậy thì gọi người đi. Quan Âm nhìn Diệp Huyên, sau đó từ từ nhắm mắt lại. Trước đó, ả ta cũng đã điều tra tất cả cường giả của vũ trụ ngũ duy rồi. Người mang lại uy hiếp lớn nhất với âm linh tộc bọn họ chính là cô gái váy trắng, nhưng cô gái váy trắng đã đi rồi. Sau đó là Thiên Đạo, A-La và Tiểu Đạo, nhưng ba người này nàng ta đều đã phái người kiềm chế. Ngoài ba người này thì chỉ còn lại cái tháp nhỏ kia của Diệp Huyên thôi. Đạo tắc. Ả ta từng phái người đi tìm những đạo tắc bị mất kia, nhưng không thu hoạch được gì. Dù đạo tắc tập trung lại, ả ta cũng không sợ. Dường như mình không có gì phải lo lắng cả. Phía xa, nét mặt Diệp Huyên vẫn rất bình tĩnh,
nhưng những kiếm tu bên cạnh hắn lại khác. Đoạn sau có chữ trong hình mình xin bỏ qua. Chương 4188. Không ngờ âm linh tộc lại đến tận đây. Diệp Huyên đang muốn đáp thì lúc này, Quan Âm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, lúc này, tất cả mọi người cũng đều nhìn về phía đó. Không gian sâu trong tinh không xa xôi đột nhiên nứt ra, sau đó, một người đàn ông xuất hiện, người đàn ông có vóc dáng rất cao to, ít nhất to gấp đôi người bình thường, gã mặc áo giáp màu đen, đầu đội mũ sắt hai góc. Vào khoảnh khắc gã xuất hiện, không gian nơi gã đặt chân lên lập tức nứt ra, trong nháy mắt, tinh không trong phạm vi mấy vạn trượng đều biến thành hình mạng nhện. Vùng tinh không này hoàn toàn không chịu nổi lực lượng của gã. Thấy thế, sắc mặt mấy người kiếm tông lập tức trở nên nặng nề. Lúc này, sau lưng người khổng lồ đột nhiên xuất hiện 30 người mặc áo giáp tay cầm trường thương. 30 người này còn đều là quy nguyên phá giới. 30 người quy nguyên phá giới cảnh. Sắc mặt mấy người kiếm tông lập tức trở nên vô cùng nặng nề. Diệp Huyên cũng cau mày. 30 quy nguyên phá giới. Đội hình này không phải đáng sợ nữa, mà là muốn lật trời luôn rồi. Nét mặt của điện chủ võ thương hành của võ điện thượng giới cũng trở nên nặng nề. Thực lực của âm linh tộc này hoàn toàn có thể uy hiếp đến vũ trụ lục duy đó. Lúc này, người khổng lồ kia đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, một khắc sau, gã bước về phía trước một bước, bước đi này đi ngang qua tinh vực, gã và 30 cường giả kia đi tới vùng chân trời có mấy người Diệp Huyên. Vào khoảnh khắc gã xuất hiện, tất cả mọi người đều cảm nhận được một áp lực nặng nề. Người khổng lồ không thèm để mắt đến bất cứ ai, gã đi thẳng đến trước mặt Quan Âm, mỗi bước gã đi, tinh không đều sẽ chấn động. Khi đi tới trước mặt Quan Âm, gã quỳ một chân xuống, thiếu tộc trưởng. Thiếu tộc trưởng. Thấy thế, mấy người kiếm tông xa sầm mặt. Đây là cường giả của âm linh tộc. Nhưng bọn họ nhanh chóng phủ định suy nghĩ này, vì bọn họ phát hiện trong mắt rất nhiều người của âm linh tộc đều lộ vẻ nghi ngờ. Lúc này, Quan Âm đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, không phải ngươi tò mò muốn biết chúng ta đến từ đâu sao? Ta nói với ngươi, chúng ta đến từ linh vực xa xôi. Linh vực. Diệp Huyên yên lặng. Hắn có chút hiểu biết về nơi đó, vì trong thư tịch thiên đạo thu thập có giới thiệu tới, nhưng cũng không nhiều lắm, chỉ có nhắc một câu thôi, lúc đó hắn cũng không để ý lắm. Không ngờ âm linh tộc lại đến tận đây. Diệp Huyên nhìn Quan Âm, không phải các người bị đuổi ra ngoài sao? Quan Âm gật đầu, đúng là thế. Nhưng bây giờ, chúng ta có thể trở về bất cứ lúc nào. Chương 4189, Tiểu Linh Nhi. Nghe vậy, những cường giả của âm linh tộc đều ngơ ngác. Còn có thể trở về sao? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Lúc này, một ông lão của âm linh tộc đi tới trước mặt Quan Âm. Run giọng nói, tộc trưởng, đây là thật sao? Lúc đầu bọn họ bị lưu đày. Linh vực chính là nhà. Chuyện vô số cường giả âm linh tộc muốn làm nhất là trở về. Nhưng bọn họ không dám. Quan Âm nhẹ giọng nói, lão Trầm, là thật, bây giờ ta là thiếu tộc trưởng của âm linh tộc ở linh vực. Lão Trầm sửng sốt, sau đó run rẩy nói, sao có thể? Lúc này, người khổng lồ kia nhìn về phía lão Trầm, thiếu tộc trưởng kỳ tài ngút trời, chưa 20 tuổi đã là quy nguyên phá giới, tộc trưởng đã khâm nàng làm thiếu tộc trưởng của tộc. Nghe vậy, lão Trầm vội vàng quỳ xuống với Quan Âm, bái kiến thiếu tộc trưởng. Vô số cường giả âm linh tộc đang có mặt cũng quỳ xuống, đặc biệt là những người lớn tuổi, lúc này, bọn họ vô cùng kích động, thậm chí có người còn bật khóc. Sau khi bị đuổi đi, bọn họ đã lưu lạc lâu lắm rồi. Quan Âm từ từ nhắm mắt lại, sau đó, ta nhìn các cường giả của âm linh tộc, sau khi báo thù xong, chúng ta về nhà. Về nhà. Vô số cường giả âm linh tộc cùng hét to. Quan Âm nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi cho rằng mục đích của ta là xưng bá ngũ duy à? Không, chúng ta coi thường nơi này. Mục đích thật sự của chúng ta là giết ngươi. Nợ máu phải trả bằng máu. Không phải ngươi muốn đấu gọi người à? Bây giờ ngươi có thể gọi. Diệp Huyên im lặng một lát rồi cất tiếng, Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên,
cô bé còn ôm cái hộp trong tay. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Tiểu Linh Nhi nhẹ nhàng mở cái hộp ra, một đứa bé đầy lông màu trắng lập tức bò ra. Lúc nhìn thấy nhóc màu trắng, mấy người kiếm tông thoáng chốc sửng sốt, một khắc sau, vô số kiếm tu đột nhiên hô to, bạch. Nhóc màu trắng dụi mắt cho tỉnh táo rồi nhìn xung quanh, cuối cùng nhóc nhìn về phía Diệp Huyên vội vàng đưa một que kẹo hồ lô lên. Nhóc máu trắng cười tươi, nhận lấy kẹo hồ lô, Diệp Huyên chỉ nhóm cường giả âm linh tộc ở phía xa, bọn họ muốn đánh chúng ta, ngươi có thể gọi người đến giúp một tay không? Gọi người. Nhóc màu trắng chớp mắt, quay đầu nhìn về phía đám người Quan Âm, thấy nhiều cường giả như thế, nhóc hơi do dự, sau đó trả kẹo hồ lô lại cho Diệp Huyên, rồi chui vào trong hộp, còn tự mình đóng cái hộp lại. Mọi người. Diệp Huyên. Đoạn sau có chữ trong hình mình xin bỏ qua. Chương 4190. Muội nói gì với nàng thế? Âm linh tộc ở phía xa cũng không hiểu gì. Gọi cái thứ gì ra vậy? Còn trốn vào lại nữa. Lúc này, Tiểu Linh Nhi vỗ nhẹ lên hộp một cái hộp mở ra một khe hở nhỏ, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt to linh động. Diệp Huyên. Tiểu Linh Nhi chớp mắt, bạch, có thể giúp một tay không? Bọn họ đông người, chúng ta đánh không lại. Nhóc màu trắng nhìn âm linh tộc ở phía xa, cô bé hơi do dự, sau đó đóng hộp lại. Thấy cảnh này, Diệp Huyên vỗ lên trán mình, toi rồi. Tiểu Linh Nhi đột nhiên nói, người không đánh lại thì có thể gọi người khác mà. Gọi người. Lúc này, nhóc màu trắng đột nhiên mở hộp nhảy ra ngoài. Gọi người. Nhóc nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên vội vàng đưa kẹo hồ lô tới, này. Nhóc màu trắng nhận lấy kẹo hồ lô, nhìn về phía Quan Âm của âm linh tộc, nhóc vung tay với tốc độ rất nhanh, giống như đang nói gì đó. Diệp Huyên vội vàng đụng nhẹ Tiểu Linh Nhi nhìn về phía Quan Âm, bạch nói hôm nay các ngươi cho nàng một que kẹo hồ lô, nàng sẽ bỏ qua cho các ngươi. Mấy người Diệp Huyên trợn mắt há mồm. Mấy kiếm tu của kiếm tông cũng thấy đau đầu. Đứa nhóc này. Mấy cao thủ của âm linh tộc thì phá lên cười. Quan Âm nhìn Diệp Huyên, cười nói, người gọi một con nhóc đến tấu hài à. Tiểu Linh Nhi nhỏ giọng nói mấy câu với nhóc màu trắng, nhóc màu trắng đột nhiên nổi giận, cô bé vung tay lên, trong nháy mắt, linh khí trong thiên địa đều biến mất hết. Thấy cảnh này, đám cao thủ của âm linh tộc đều sửng sốt. Diệp Huyên cũng ngơ ngác. Chỉ một hành động nhỏ đã làm mất hết linh khí rồi. Diệp Huyên nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, muội nói gì với nàng thế? Tiểu Linh Nhi chớp mắt, sau đó nói, ta nói với nàng, những người đó muốn đến cướp kẹo hồ lô. Diệp Huyên. Lúc này, nhóc màu trắng đã bay ra ngoài, nhóc nhìn đám người Quan Âm, nhanh chóng quơ tay như đang nói gì đó. Tiểu Linh Nhi vội vàng phiên dịch, nàng nói, các ngươi tự sát trước đi. Diệp Huyên. Nhóc màu trắng nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, nhóc chớp mắt, hình như nói sai rồi. Chương 4191, cô gái kia chính là Diệp Liên. Lúc này, người khổng lồ của âm linh tộc đột nhiên nói, đó là Linh Tổ. Trong giọng nói lộ vẻ hưng phấn. Linh Tổ. Nghe thấy lời của người khổng lồ, trong mắt Quan Âm cũng lộ vẻ hưng phấn. Linh Tổ. Đây là tồn tại ở linh vực cũng không có đó. Quan Âm nhìn nhóc màu trắng, bản thể của ngươi ở đâu? Bản thể. Nghe vậy, nét mặt Diệp Huyên trở nên hơi kỳ lạ, người phụ nữ này không biết cô bé này cùng phe với người đàn ông áo xanh sao? Nghe thấy lời của Quan Âm, nhóc màu trắng chớp mắt, sau đó cô bé nhanh chóng quơ tay. Tiểu Linh Nhi nhìn Quan Âm, các ngươi cho nàng kẹo hồ lô, chuyện hôm nay coi như bỏ qua. Quan Âm bật cười, ả ta nhìn về phía Diệp Huyên, cô nhóc người gọi tới thật sự rất khôi hài. Nói xong, ả ta nhẹ nhàng vung tay lên, giết. Ả ta vừa dứt lời, mấy cao thủ âm linh tộc bên cạnh lập tức xông lên. Thấy thế, trong mắt Diệp Huyên lóe lên sát khí, xem ra chỉ có thể liều mạng thôi. Lúc này, Tiểu Linh Nhi ở bên cạnh đột nhiên nói, bọn họ đến cướp kẹo hồ lô rồi. Diệp Huyên. Nhóc màu trắng bay lên cao, một khắc sau,
cô bé há miệng, Tú. Tú. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, là gì vậy? Lúc này, ở hư vô duy độ xa xôi, một ngôi mộ đột nhiên nổ tung, sau đó, một tia u quang xuyên qua không gian, bay thẳng tới trước mặt nhóc màu trắng, lúc này, người khổng lồ cũng lao tới trước mặt nhóc. U quang kia tản đi, một cô gái xuất hiện, cô gái xoay người, một khắc sau. Xoẹt. Trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, đầu của người khổng lồ đã rơi xuống. Thấy thế, sắc mặt Quan Âm lập tức thay đổi, dừng lại. Tất cả cao thủ của âm linh tộc đều dừng lại. Quan Âm nhìn chằm chằm cô gái trên người tản ra u quang kia, ngươi là ai? Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn nàng ta. Diệp Huyên cũng vậy, có điều lúc này, trong mắt hắn đầy sự nghi ngờ. Cô gái kia chính là Diệp Liên. Nhưng Diệp Liên lại khiến hắn cảm thấy vô cùng xa lạ. Chương 4192. Sao có thể? Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Huyên đi về phía Diệp Liên, nhưng lúc này, có một lực lượng vô hình chặn hắn lại. Nhóc màu trắng bay đến trước mặt Diệp Liên, sau đó, cô bé cười tươi, thân thiết ôm lấy Diệp Liên. Diệp Liên nhẹ nhàng sờ đầu nhóc màu trắng, sau đó nàng nhìn về phía những người của âm linh tộc kia, trong mắt nàng có chứa hai luồng u quang. Quan Âm nhìn chằm chằm Diệp Liên, linh hồn sống nhờ trên thân xác. Linh hồn sống nhờ trên thân xác. Diệp Huyên ngây người, sau đó hắn nhìn về phía Diệp Liên, gằn giọng chất vấn, rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao lại chiếm lấy thân thể muội muội ta? Lúc này, Diệp Liên quay đầu nhìn hắn, ta không có ác ý, nàng sẽ không có chuyện gì. Diệp Huyên nhìn Diệp Liên, ngươi là ai? Lúc này, nhóc màu trắng nhanh chóng vung tay. Diệp Huyên nhìn Tiểu Linh Nhi nhẹ giọng nói, Tú tỷ. Tú tỷ. Diệp Huyên nhíu mày, đang định lên tiếng thì Diệp Liên lại nhìn về phía đám người Quan Âm. Quan Âm mở lòng bàn tay ra, một thanh kiếm chém thẳng về phía Diệp Liên. Vẻ mặt Diệp Liên không chút cảm xúc, vung tay lên, một tia u quang bay ra. Oanh! Kiếm trong tay Quan Âm bị tia u quang kia chém vỡ, u quang bao phủ, thoáng chốc giết chết mấy chục nghìn cao thủ âm linh tộc. Thấy cảnh này, sắc mặt những cao thủ âm linh tộc kia thay đổi. Đây là ai? Quan Âm nhìn chằm chằm Diệp Liên, rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Liên nhìn về phía Quan Âm, nàng lại vung tay, một tia u quang bay ra, không gian nơi u quang đi qua đều trực tiếp bị chôn vùi. Thấy cảnh này, Quan Âm chợt trợn mắt, ả ta tiến lên một bước, chắp hai tay chém về phía trước. Một tia kiếm quang bay ra. Chiêu kiếm này hư thực đan xen, vô cùng kỳ lạ. Quy nguyên phá giới. Nhưng khi tiếp xúc với u quang kia, chiêu kiếm này vẫn vỡ nát, u quang tiếp tục bay về phía Quan Âm. Trong mắt Quan Âm đầy vẻ khó tin, cảnh giới của đối phương còn cao hơn nàng ta nữa. Sao có thể? Sao có thể? Ngũ duy này lấy đâu ra cao thủ như thế chứ? Lúc này, một hư ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt Quan Âm, hư ảnh giơ tay phải về phía trước, một tia sáng đen lặng lẽ ngưng tụ tựa như một hố đen. Đoạn sau có chữ trong hình mình xin bỏ qua. Chương 4193, âm linh giới. Nhìn thấy người đàn ông trung niên này, ba mươi mấy cao thủ đến từ linh vực ở cách đó không xa vội quỳ một chân xuống, bái kiến Lâm Hộ Pháp. Lâm Hộ Pháp quay đầu nhìn về phía Quan Âm, lui. Quan Âm nhíu mày, lúc này, Diệp Liên đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Lâm Hộ Pháp xoay người, đánh ra một quyền. Ầm. Dưới một quyền này, Lâm Hộ Pháp thoáng chốc lùi xa mấy nghìn trượng, chẳng những thế, thân thể ông ta cũng trở nên hư ảo hơn. Bị tiêu diệt trong nháy mắt. Thấy cảnh này, Quan Âm nổi giận hô to, rút lui. Rút lui. Nghe thấy mệnh lệnh của ả ta, những cao thủ của âm linh tộc lập tức lùi về phía sau như thủy triều. Lúc này, Diệp Huyên quát lên, giết. Dứt lời, hắn và những kiếm tu bên cạnh lập tức lao đi. Đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lợi dụng lúc ngươi yếu thế, lấy mạng ngươi. Tất cả kiếm tu xung quanh đều xông lên. Diệp Liên nhìn nhóc màu trắng trước mắt, nhóc màu trắng chớp mắt, sau đó ôm lấy nàng, nhanh chóng quơ quơ tay như đang nói gì đó.
Một lát sau, Diệp Liên cười khẽ, được. Nhóc màu trắng cười tươi, sau đó nhẹ nhàng cọ đầu vào má Diệp Liên. Diệp Liên ngẩng đầu nhìn về phía xa, nhìn thấy Thiên Đạo ở cuối chân trời xa xôi. Thiên Đạo dừng bước, cười nói, tình trạng của các hạ bây giờ cũng không tốt lắm, mau trở về đi. Diệp Liên thu hồi tầm mắt, nàng dẫn Tiểu Linh Nhi và nhóc màu trắng cùng biến mất. Âm linh giới. Quan Âm đưa tất cả cao thủ của âm linh tộc rút lui về âm linh giới, Diệp Huyên đang muốn lao vào thì bị Lục Vân Tiên ngăn cản. Diệp Huyên nhìn về phía Lục Vân Tiên, y lắc đầu, không đi vào được. Diệp Huyên ngây người, sau đó lấy lại tinh thần. Lúc này hắn mới nhớ ra âm linh giới cũng không phải một nơi bình thường, nơi này là một mảnh đất chết, bọn họ không đi vào được. Không đúng. Diệp Huyên đột nhiên cau mày. Trước đây Tiểu Đạo từng nói, bên trong âm linh giới đều là tử khí và âm khí, không có linh khí, mà thể chất của hắn có thể nuốt chửng tử khí và âm khí. Nếu đi vào, nghĩ đến đây, Diệp Huyên nheo mắt, mẹ ơi, chỗ này là một nơi rất có lợi cho hắn đấy. Chương 4194, Linh Vực. Diệp Huyên càng nghĩ càng thấy khả thi, hắn bèn muốn xông vào, lúc này, Lục Vân Tiên lên tiếng, sau khi vào ngươi có thể đánh thắng họ không? Diệp Huyên vội dừng lại, đúng vậy. Dù hắn đi vào có thể nuốt chửng những tử khí kia, nhưng âm linh tộc sẽ mặc cho hắn làm thế sao? Nghĩ đến đây, Diệp Huyên nhìn lối vào âm linh giới ở phía xa, thầm nói đáng tiếc. Nếu để hắn đi vào hấp thụ hết tử khí của âm linh giới, thực lực của hắn chắc chắn sẽ được nâng cao lên rất nhiều, thân thể cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Lúc này, Diệp Liên dẫn theo nhóc màu trắng và Tiểu Linh Nhi chạy đến. Diệp Liên nhìn âm linh giới kia, không biết đang nghĩ gì. Diệp Huyên nhìn Diệp Liên, tiền bối. Hắn biết người trước mắt không phải Diệp Liên, bên trong là linh hồn của một người khác, nghĩ đến đây, hắn vẫn hơi lo lắng. Như hiểu được nỗi niềm của Diệp Huyên, Diệp Liên lên tiếng, nàng còn cần ở cùng ta một khoảng thời gian nữa. Diệp Huyên hơi do dự, tiền bối, việc này. Diệp Liên nhìn Diệp Huyên, ta sẽ không hại nàng, yên tâm đi. Nói xong, nàng xoay người vỗ nhẹ lên đầu nhóc màu trắng, sau đó biến thành một tia u quang biến mất nơi cuối chân trời. Diệp Huyên vẫn hơi lo lắng muốn đuổi theo, lúc này, nhóc màu trắng chặn trước mặt hắn, nhóc không ngừng vung tay. Diệp Huyên nhìn về phía Tiểu Linh Nhi nhẹ giọng nói, nàng nói, Tú Tỷ là một người rất tốt, không cần lo lắng. Tú Tỷ. Diệp Huyên hơi do dự. Sau đó lại hỏi, Tú Tỷ là ai? Nhóc màu trắng chớp mắt, vung tay lên. Tiểu Linh Nhi nhìn Diệp Huyên, nàng nói Tú Tỷ chính là Tú Tỷ. Một người rất mạnh. Diệp Huyên. Tú Tỷ. Diệp Huyên im lặng, nhưng hắn không đuổi theo Diệp Liên. Nhóc màu trắng này tin tưởng Tú Tỷ kia như vậy, chắc chắn Diệp Liên sẽ không sao. Diệp Huyên lấy một que kẹo hồ lô ra đưa cho nhóc màu trắng. Cười nói cảm ơn nhiều. Lần này nếu không nhờ cô bé gọi Tú Tỷ thần bí này tới thì chuyện sẽ rất phiền phức. Tận 30 cao thủ quy nguyên phá giới cảnh, trận thế thật sự quá đáng sợ. Linh vực. Diệp Huyên nhìn về phía âm linh giới, chuyện này vẫn chưa kết thúc. Lúc này, Quan Âm đột nhiên xuất hiện ở lối vào âm linh giới. Chương 4195, nàng hỏi là đi mua kẹo hồ lô sao? Mấy người Lục Vân Tiên hơi nhíu mày, người phụ nữ này còn muốn làm gì? Diệp Huyên cười nói, Quan cô nương, sao ngươi lại ra ngoài rồi? Ở bên trong an toàn hơn đấy. Quan Âm nhìn Diệp Huyên, ta đánh giá thấp người đứng sau ngươi rồi. Diệp Huyên lắc đầu, là ngươi muốn đấu gọi người. Nói thật, ta thật sự không muốn dựa vào ai cả, nhưng đành chịu thôi, ngươi cứ muốn đấu gọi người với ta. Ta cũng hết cách. Quan Âm nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không nói lời nào. Diệp Huyên cười khẽ nói, Quan Âm cô nương, thật ra nói thật, ta cảm thấy hôm nay nếu âm linh tộc đã có thể trở về linh vực vậy vì sao các ngươi không về? Vì sao nhất định phải liều mạng với ta? Quan Âm nhìn Diệp Huyên, vì muốn giết ngươi. Diệp Huyên lắc đầu, chắc chắn không chỉ vì nguyên nhân này. Quan Âm cười nói, Diệp Huyên, chuyện chỉ mới bắt đầu thôi. Kẻ thù của ngươi sẽ đông hơn trong tưởng tượng của ngươi nhiều.
Diệp Huyên cau mày, ta chỉ không rõ. Kiếp trước ta hủy diệt cả vũ trụ này hay sao? Quan Âm cười khẩy, sau đó xoay người đi vào trong âm linh giới. Diệp Huyên nhìn mà nổi nóng, suýt không nhịn được lao vào trong. Cái gì chứ? Kẻ thù còn đông hơn trong tưởng tượng của mình. Lúc này, Lục Vân Tiên lên tiếng, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên do dự một lát, sau đó gật đầu. Bây giờ bọn họ cũng hết cách với âm linh tộc này, có điều đối phương cũng không dám tùy tiện ra ngoài nữa. Diệp Huyên nhìn về phía Lục Vân Tiên, Lục Sư Huynh, các huynh về kiếm tông trước đi, ta đi gặp một người. Lục Vân Tiên gật đầu, được, cậu cẩn thận một chút. Diệp Huyên gật đầu, sau đó nhìn về phía nhóc màu trắng và Tiểu Linh Nhi, chúng ta đi thôi. Nhóc màu trắng chớp mắt, sau đó chỉ mình. Diệp Huyên cười nói, đúng thế, muốn nhờ ngươi đi giúp một chuyện. Nhóc màu trắng nhanh chóng quơ tay, hơi hưng phấn. Tiểu Linh Nhi nói, nàng hỏi là đi mua kẹo hồ lô sao? Diệp Huyên cười đáp, đúng thế. Nói xong, hắn mang theo nhóc màu trắng và Tiểu Linh Nhi biến mất ở cuối chân trời. Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên đã dẫn hai đứa nhóc đi tới hiệu cầm đồ Thiên Đạo. Hắn gặp được Tiểu Đạo ở trong hiệu cầm đồ. Tiểu Đạo cười nói, còn sống à? Diệp Huyên vội vàng gọi nhóc màu trắng ra, khi nhìn thấy nhóc màu trắng, Tiểu Đạo thoáng chốc ngây người. Chương 4196, ngươi không sao chứ? Nhóc màu trắng quan sát Tiểu Đạo, vung tay cua múa. Rõ ràng là cô bé còn nhớ Tiểu Đạo. Diệp Huyên đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Đạo thoáng do dự, sau đó nói, chuyện trước kia, xin lỗi. Nhóc màu trắng chớp mắt, lại cua tay. Tiểu Đạo sửng sốt. Diệp Huyên vội vàng khoa tay múa chân. Tiểu Đạo hiểu ý, nàng vội vàng lấy một que kẹo hồ lô ra đưa cho nhóc màu trắng. Nhìn thấy kẹo hồ lô, nhóc màu trắng lập tức sáng mắt lên, cô bé nhận lấy kẹo hồ lô, há miệng cười khẽ, cười rất vui vẻ. Thấy cảnh này, Tiểu Đạo cạn lời. Thì ra chỉ cần một que kẹo hồ lô là có thể thu phục con nhóc này rồi. Lúc đầu mình cần gì phải dùng đến bạo lực chứ? Một que kẹo hồ lô là có thể giải quyết rồi. Lúc này, tâm trạng của Tiểu Đạo vô cùng phức tạp. Diệp Huyên đột nhiên nói, có thể chữa thương cho nàng không? Nhóc màu trắng nhìn về phía Tiểu Đạo, quan sát Tiểu Đạo một lúc, sau đó nhẹ nhàng phun ra một hơi, trong nháy mắt, vô số làn khí màu tím bay về phía Tiểu Đạo. Oanh! Trong nháy mắt, Tiểu Đạo bị làn khí đó bao quanh. Tiểu Đạo đứng trong làn khí màu tím kia, từ từ nhắm mắt lại, lúc này, cả người nàng đều đang run rẩy. Diệp Huyên phát hiện, trong người Tiểu Đạo đột nhiên có một vài chấm đen bay tràn ra, thấy những chấm đen này, Diệp Huyên lập tức nhíu mày. Nguy hiểm! Đây là cảm giác của hắn. Nhưng khi tiếp xúc với nhóc màu trắng, những chấm đen kia thoáng chốc biến mất. Mà Diệp Huyên phát hiện, hơi thở trong người Tiểu Đạo đang ngày càng lớn mạnh. Rốt cuộc Tiểu Đạo này mạnh đến mức nào? Diệp Huyên thấy rất tò mò. Chưa tới một phần thực lực đã có thể giết chết cao thủ phá hư cảnh kia, nếu nàng hồi phục hoàn toàn. Lúc này, nhóc màu trắng đột nhiên rụt tay về, hơn nữa, nhóc đã trở nên vô cùng hư ảo. Nhóc chỉ còn là một cái bóng, ngay cả phân thân cũng không phải, hoàn toàn không thể ở lại thế giới này lâu thêm nữa. Diệp Huyên nhìn về phía nhóc màu trắng, ngươi không sao chứ? Nhóc màu trắng há miệng cười, vung tay mấy cái. Đoạn sau có chữ trong hình mình xin bỏ qua. Chương 4197. Đội ngũ này rất không tầm thường. Diệp Huyên cạn lời, ngươi chỉ thế này ta cũng đâu có hiểu. Lúc này, Tiểu Đạo đột nhiên mở mắt, trong mắt nàng có hai ngọn lửa màu đen cháy lên, một khắc sau, một ngọn lửa màu đen xuất hiện trên người nàng. Diệp Huyên vội nói, Tiểu Đạo cô nương, cô hoàn toàn hồi phục rồi sao? Tiểu Đạo lắc đầu, không, bây giờ chỉ có khoảng 4 phần thực lực so với thời kỳ đỉnh cao thôi. 4 phần. Diệp Huyên chớp mắt, mạnh bao nhiêu? Tiểu Đạo nhìn Diệp Huyên, có cần ta đánh ngươi thử không? Diệp Huyên vội vàng lắc đầu. Hắn đã chịu thiệt ở chỗ Thiên Đạo một lần rồi, cũng không muốn bị đánh nữa. Tiểu Đạo nhìn về phía nhóc màu trắng,
lúc này, nhóc màu trắng đã càng hư ảo hơn. Tiểu đạo nhẹ giọng nói, cảm ơn. Nhóc màu trắng cười tươi, sau đó nhóc nhìn về phía Diệp Huyên và Tiểu Linh Nhi, vung tay, sau đó, nhóc đã hoàn toàn biến mất. Thấy nhóc màu trắng hoàn toàn biến mất, Diệp Huyên chợt có cảm giác lưu luyến. Cô nhóc này thật sự giúp hắn không ít việc. Lúc này, tiểu đạo nhìn về phía Diệp Huyên, cũng cảm ơn ngươi nữa. Nàng biết nếu không nhờ Diệp Huyên dẫn nhóc màu trắng này tới, thương tích của nàng chắc chắn không thể nào hồi phục nhanh như thế. Diệp Huyên cười nói, chúng ta còn phải khách sáo à? Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên, đi, đi tìm thiên đạo. Nói xong, nàng dẫn theo Diệp Huyên cùng biến mất. Chẳng mấy chốc, tiểu đạo đã dẫn Diệp Huyên tới một vùng tinh không, nhưng bọn họ lại không thấy thiên đạo đâu. Diệp Huyên nhìn tiểu đạo trầm giọng nói, nàng ta trốn rồi. Diệp Huyên hơi khó hiểu, trốn. Tiểu đạo nói, chắc chắn là có chuyện gì sắp xảy ra. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyên, lúc trước Quan Âm dẫn tận 30 cao thủ quy nguyên phá giới cảnh đến à. Diệp Huyên gật đầu. Tiểu đạo trầm giọng nói, đội ngũ này rất không tầm thường. Diệp Huyên đáp, ta biết, những người này đều đến từ linh vực gì đó, ta không biết rốt cuộc linh vực còn có bao nhiêu cao thủ như thế nữa. Tiểu đạo im lặng một lát rồi nói, ta có chút hiểu biết với linh vực này. Diệp Huyên hỏi, đó là nơi nào? Chương 4198, hay là ta tiễn nó đi cho xong? Tiểu đạo nhẹ giọng nói, một nơi khá đặc biệt, nơi đó là một vũ trụ tự hình thành, nó không thuộc về ngũ duy, cũng không thuộc về lục duy, nó độc lập hình thành từ ngũ duy và lục duy, mà sự phát triển của nó không thua kém gì lục duy cả. Đáng lý ra linh khí của nơi đó tốt hơn nơi này rất nhiều, bọn họ không thể nào để ý đến nơi này được, chẳng lẽ? Nói đến đây, nàng như nghĩ đến điều gì, híp mắt nói, chẳng lẽ là vì ngũ duy kiếp? Diệp Huyên nhíu mày, ngũ duy kiếp. Tiểu đạo trầm giọng nói, nếu là vì ngũ duy kiếp thì vấn đề khá nghiêm trọng rồi. Diệp Huyên hơi khó hiểu, nếu là vì ngũ duy kiếp thì bọn họ nên đến lục duy chứ? Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên, thư phòng. Thư phòng. Diệp Huyên ngây người, sau đó hắn đột nhiên nổi giận, hắn lấy thư phòng ra, sau đó dùng tháp giới ngục đi vào trong. Lúc này, một giọng nói vang lên, ký chủ thực lực không đủ, không thể mở. Nghe thấy giọng nói này, Diệp Huyên thoáng chốc càng tức giận hơn, hắn chợt đánh tới một quyền. Ầm. Thư phòng không bị làm sao, mà Diệp Huyên lại bay ra ngoài. Bay xa khoảng mấy nghìn trượng. Chẳng những thế, nắm đấm của hắn còn bị rách. Thấy thế, Diệp Huyên sửng sốt. Thứ này cứng rắn thế à? Trong mắt tiểu đạo cũng thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, nàng cẩn thận quan sát thư phòng kia, thứ này hay đấy. Lúc này, Diệp Huyên đi tới trước thư phòng kia, hắn quan sát nó, sau đó nói, thư phòng này biết tự bảo vệ mình. Tiểu đạo gật đầu, hơn nữa còn rất mạnh. Rất mạnh. Diệp Huyên trầm giọng nói, nhưng bây giờ không mở được. Hắn vẫn hơi bực mình với thư phòng này. Rất nhiều người đều muốn cướp nó, mà hắn lại không thể làm gì nó, rốt cuộc thứ này có tác dụng gì. Rõ ràng là một củ khoai lang nóng bỏng tay. Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, hay là ta tiễn nó đi cho xong. Tiểu đạo nhìn về phía Diệp Huyên, nếu thứ này thật sự có thể ngăn cản ngũ duy kiếp. Người đưa nó đi. Ngũ duy kiếp đến thì người phải làm sao? Diệp Huyên im lặng. Chưa nói đến việc thứ này thật sự có thể ngăn được ngũ duy kiếp, nó cũng có tác dụng rất lớn với hắn. Lúc này, tiểu đạo nhìn xung quanh, nhẹ giọng nói, nhưng không biết thiên đạo kia đi đâu rồi. Người phụ nữ đó. Diệp Huyên nhìn về phía tiểu đạo, cô tìm nàng làm gì? Tiểu đạo nhẹ giọng nói, chắc chắn nàng biết chuyện linh vực. Mà nàng không xuất hiện rõ ràng là đang giở trò gì đó. Chương 4199. Phàm kiếm tầng 3 thì sao? Diệp Huyên vừa định đáp thì không gian trước mặt hắn đột nhiên nứt ra, sau đó một tia kiếm quang bay tới, trong kiếm quang còn có một giọng nói. Một lát sau, Diệp Huyên sa sầm mặt. Tiểu đạo hỏi, sao vậy? Diệp Huyên trầm giọng nói, kiếm tông gửi tin tới, nói âm linh tộc đang tập trung cao thủ. Tiểu đạo nhíu mày, tập trung cao thủ.
Diệp Huyên gật đầu, ta phải trở về. Tiểu Đạo gật đầu, ta đi cùng ngươi. Diệp Huyên nhìn về phía Tiểu Đạo lạnh nhạt nói, đi thôi. Nói xong, nàng và Diệp Huyên biến mất ở chân trời xa xôi. Đại Hoang Quốc. Hai cô gái ngồi đối diện nhau trong một căn nhà. Hai cô gái này chính là A-La và Thiên Đạo. Thiên Đạo nhìn A-La, cười nói, ngươi xem, thật ra quy nguyên phá giới đơn giản như thế đấy. A-La nhìn Thiên Đạo, phàm kiếm tầng 3 thì sao? Thiên Đạo chớp mắt, vậy thì càng đơn giản hơn. Ngươi biết vì sao ngươi mãi không thể đột phá không? Đó là vì chấp niệm. Có vài người có thể lợi dụng chấp niệm, khống chế chấp niệm. Ví dụ như cô gái váy trắng kia, nàng có tâm trí kiên định, chấp niệm chẳng là gì trong lòng nàng cả. Còn A-La ngươi thì khác, nói một cách đơn giản là ngươi còn đang bị kiếm sai khiến, nhưng nàng thì đang sai khiến kiếm, không đúng, là kiếm đang ỉ lại vào nàng. Nói xong, nàng ta đứng dậy rời đi, lúc đi tới cửa, nàng ta lại nói, trong kiếm tu, đa phần đều là kiếm tu bị kiếm sai khiến, mà kiếm tu sai khiến được kiếm là vì xem trọng con người hơn. Cũng không phải muốn người buông bỏ chấp niệm, chỉ muốn người đối mặt với chấp niệm của mình bằng một góc độ khác thôi. Nói đến đây, nàng ta nhìn A-La, cười nói, giống như rất nhiều lúc, trước mặt ngươi là bóng tối, nhưng chỉ cần ngươi xoay người thì sẽ nhìn thấy ánh sáng thôi. Dứt lời, nàng ta rời khỏi phòng. Trong phòng, một tiếng kiếm reo vang vọng tận chân trời, cùng lúc đó, một hơi thở mạnh mẽ xuất hiện. Thiên Đạo ở phía xa nói nhỏ, đúng là một thiên tài. Nói xong, nàng ta biến mất, chẳng mấy chốc, nàng ta đã đến Tứ Duy. Thiên Đạo đứng trong tinh không nhìn xung quanh, hừ khẽ Quan Âm, người phụ nữ chết tiệt đó, dám uy hiếp ta, người cứ đợi đó. Nói xong, nàng ta đi về phía xa. Trong vũ trụ, Thiên Đạo chậm rãi rảo bước, chẳng mấy chốc đã đi đến trước một tòa đại điện đen tuyền. Điện U Minh. Đoạn sau có chữ trong hình mình xin bỏ qua. Chương 4200, thật sự bỏ mặc hắn sao? Hắn tự có cuộc đời của riêng mình, đối phương đáp. Thiên Đạo lắc đầu, không hề. Nhân quả hiện giờ của hắn, đều do người từ thời đại của các ngươi mang đến. Cô gái, không trải qua gian nan trắc trở, làm sao có thể trưởng thành? Thiên Đạo thở dài, nhưng hắn vẫn còn là trẻ con. Cô gái. Thiên Đạo, ngươi xem, tình thế hiện giờ quá là bất công với hắn. Hắn đang phải chịu đựng những áp lực mà lứa tuổi này vốn không nên chịu. Các ngươi cứ khoanh tay đứng nhìn như thế khá là tàn nhẫn đấy. Cô gái nhìn nàng ta, chúng ta đến đó sẽ mang lại rất nhiều phiền toái. Thiên Đạo bèn cười, ta biết, nên ta có thể mở cửa sau cho các ngươi. Có ta giúp đỡ, các ngươi lui tới cũng sẽ không gặp phải khó khăn gì. Cô gái im lặng. Chừng một khắc đồng hồ sau, Thiên Đạo rời khỏi điện U Minh, chậm rãi đi đến một nơi khác. Sinh mệnh cấm khu của vũ trụ Tứ Duy. Sau khi tiến vào, Thiên Đạo quan sát bốn bề một phen, chỉ thấy một vùng hư ảo mông lung, không nhìn rõ được bất kỳ thứ gì. Đúng lúc ấy, một cái bóng mờ chợt xuất hiện cách đó không xa. Thiên Đạo cười, không mời mà đến, xin thứ lỗi cho. Bóng mờ, Thiên Đạo các hạ đến đây, đã có chuyện gì xảy ra? Thiên Đạo gật đầu, hắn gặp nguy hiểm. Liên quan gì đến chúng ta? Thiên Đạo cười cười, đoạn không nói gì hết mà xoay gót rời đi. Bóng mờ bỗng lên tiếng, trong vũ trụ này, trừ các hạ ra, không ai có thể giết hắn. Thiên Đạo dừng bước, cười nói, linh vực đã ra tay muốn thư phòng. Sau một thoáng im lặng. Bóng mờ nói, ta đã hiểu. Thiên Đạo gật đầu rồi xoay người rời đi. Chừng nửa giờ sau, nàng ta đi đến bờ sông, nơi một cô gái đang ngồi buông cần trên tảng đá. Kế bên cô gái là hai người khác, Viêm Già và Liên Thiển. Nhìn thấy Thiên Đạo, trong mắt hai người đều lóe lên vẻ kinh ngạc. Thiên Đạo đi đến, cười nói với ba người, xin chào các vị. Người buông cần nhấc mắt. Cười cười, ngọn gió nào lại thổi Thiên Đạo đến đây thế này? Thiên Đạo hỏi lại, thật sự bỏ mặc hắn sao? Đối phương hờ hững đáp, hắn không phải chủ nhân. Thì sao, Thiên Đạo cười.
Cô gái đáp, tiên sinh sẽ vĩnh viễn không trở lại nữa. Hết tập 102.